Vâng, xin chào tất cả các bạn, chào mừng quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một hàng ngày sinh tồn ở trong thế giới siêu phẳng. Rồi, ok, và tập trước thì chúng ta đã đến ngày 55 rồi. Ngày 55 rồi. Bây giờ đầu hôm nay mà nó chưa load. Nó chưa load kịp mà mình tưởng nó có bị gì không à. Hả? Còn giờ này đi đâu? Đi đâu? Sao? Bu lao bu liu, ai cho chúng mày vô chỗ của anh hả? Rồi đâu để xem thử coi, cái đàn bò này ha, là nó cũng nhiều đó bạn hả. Thì mình có lấy của nó ra một thịt nè, hay 6 miếng thịt gì đó, nói chung là 6 hay 4 miếng thịt cho nên mình cũng không nhớ rõ lắm hả. Nói chung là bây giờ là mình cái gì cho cái tụi bò này nó ăn thôi, là nó sẽ bị cái nguyên lý trong Minecraft á, nó làm nếu như mà có quá nhiều con vật đứng chung ở một ô vuông nha, thì nó sẽ dẫn tới cái việc đó là chết bạn hả. Bây giờ một ô vuông là sẽ chứa tổng cộng là 64 con vật không, còn nếu như mà vượt quá 64 con thì sẽ có một con bị chết đó. Thì cái máy farm này là nó dựa trên nguyên lý đó ha đó. Bây giờ là có thể là trong cái máy farm đó, trong cái tổ đó là đủ tổng cộng hết 24 con đó. Cho nên bây giờ mình chỉ cần cho tụi nó ăn thôi là sẽ có con nó bị chết ha đó. Mà con bò sẽ có con bò chết thì sẽ có thịt đó. Mà có thịt thì chúng ta sẽ có thịt để ăn thôi, có gì đâu đó. Rồi chúng ta cần thu hoạch cái đống nông sản này cái ha, rồi trồng lại. Mà nó thu hoạch xong rồi ha đó, rồi mình cũng đã trồng lại xong rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ cho mấy bé bò này ăn thay. Chúng ta sẽ cho mấy bé bò này ăn đó. Có gì cho mẹ em ăn thôi. Đó 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 đó, có một số con nó bị chết rồi ha đó. Chật quá mà, chật quá là phải chết thôi đó. Con dâu đó đó đó, cái tiếng nhảy tạch đó là mấy con bò con nha đó. Nói chung mình cũng biết đúng không nè, mà mình chắc là đúng rồi. Đúng rồi, mấy con bò con nè bạn, nó nhảy tạch này đó. Đâu còn cho ăn được đâu, còn cho ăn được cái gì cho ăn nha đó. Rồi ok, chúng ta đã có tới 23 miếng thịt. Nhìn cái mít này bây giờ bực mình quá. Rồi 23 miếng thịt, ok, 23 miếng thịt thì núng lên cái một xít còn than không vậy, hoặc là để con cái hết rồi. Thôi đến nhanh nào. Hai vấn đề bây giờ đó là mình chỉ còn có 23 cục than thôi đó. Thì là mình phải thì hôm nay là ngày 55 đúng không ạ. Thì hôm nay mình sẽ cần phải gọi là sao nhỉ, mình sẽ gọi là đi thắp sáng cái chỗ mà ở phía dưới chân của mình lại bạn đó, thắp sáng cái máy phàm mình lại đó. Bây giờ thắp ấm nha, đó kìa, đó thắp sáng, chúng ta cần phải thắp sáng cái chỗ đó không. Bởi vì cái chỗ đó nó tối quá thì sao, thì quái nó spawn ra chứ sao nữa đó, cho nên thành ra là chúng ta phải thắp sáng cho nó ha. Mà muốn thắp sáng nó phải có đuốc, mà đuốc thì không có than, mà than thì trong thế giới này không có rồi đó. Mà nếu muốn có than đá thì chúng ta phải giết quy đời skeleton, mà giết quy đời skeleton thì chúng ta không đủ khả năng, thì cho nên chúng ta phải dùng than gỗ thôi đó, bắt buộc là vậy. Rồi ta bỏ cái này vô nấu một cái đó, rồi đi ngủ luôn nha đó, chặt cây tới nỗi trời tối luôn rồi đó. Nhưng mà không sao, kệ đi đó, chặt lâu lâu một xíu nhưng mà nó có cây mà dùng đó. Bây giờ cái gì chúng ta phải đợi thôi đó, bây giờ chúng ta sẽ đợi cho cái đống này nó nấu ra thành than hết, rồi sau đó chúng ta sẽ gọi là gì nhỉ, chúng ta sẽ đi cắm đuốc ở ngay chỗ cái phần phía chân đó, ở cái chỗ ở phía dưới chân đó ha. Thôi mình nghĩ là mình sẽ nung một nửa đi đó, mình sẽ nung một nửa, còn một nửa lại mình sẽ để dành đó, sẽ để dành vào những cái công việc khác hả. Thì như bạn thấy đây là rất nhiều quán gỗ đúng không, các bạn sẽ thắc mắc là tại sao lại chế tạo nhiều quán gỗ vậy, tại sao lại chế tạo nhiều cái phiến gỗ vậy. Thì thật ra thì không phải là mình chế tạo ra và mà là mình định chế tạo cái cửa sập để mà xây cái máy farm, nhưng mà mình xây lâu quá, cực quá, mình bị ngáo, mình quên công thức, mình bụp cái một nó ra một đống luôn đó. Cho nên nói chung là cái phiến gỗ đó là do xe máy farm cực quá bị ngáo, cho nên hình như là nó chế tạo lộn ha, chứ không có gì đâu, không gì cả đó. Rồi
Thì cái số nông sản đầy ắp hồi nãy là mình đã đưa cho mấy em dân làng tiêu thụ rồi, nhưng mà hình như là nhiều quá hay sao, mấy em nghỉ tiêu thụ rồi bạn ơi. Đó, ồ lên cấp 20 rồi kìa. Đó rồi, giờ ta sẽ cho mấy bé bò ăn cái, cứ cho mấy bé ăn thoải mái đi. Đó, mà hình như là bé lớn chết hết trơn rồi sao á, còn còn bé nhỏ không à. Đó, mấy em bò hình như chết hết rồi, còn mấy em nhỏ xíu 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 không à. Đó, video hôm nay mình sẽ cố gắng cho tới ngày 100 luôn các bạn, mình sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ cho tới ngày 100 luôn. Đó chứ cứ được có 2 3 ngày cứ kết thúc video hoài nhìn nó cũng chán luôn đó, cho nên là thôi mình sẽ cố gắng mình gọi là tới ngày 100 luôn nha bạn, và sau đó là video sau đó. Video sau là mình sẽ cố gắng từ ngày 100 lên tới ngày 200 đó, và video sau nữa mình sẽ cố gắng từ mua từ ngày 200 lên tới ngày 300 đó, và video sau nữa mình sẽ được cố gắng từ ngày 300 lên tới ngày 400 đó. Đó thì nó sẽ rút ngắn lại cái độ dài của video, nói chung là độ dài của cái series của chúng ta ha, chứ không gì đâu đó. Mình không biết như vậy đủ chưa ta, cái máy phạm này lớn quá, nó lớn quá, nó che hết trơn rồi hả. Nhưng mà thôi đi, mình hy vọng như thế này là đủ ha. Con Reaper nó nổ bành trành cái cầu thang của mình trơn rồi hả. Thôi thì tập hôm nay thì mình sẽ gọi là gì, mình sẽ đi lên đây, mình sẽ dành cái vài ngày để mà mình farm mà gì, để chúng ta có đồ để mà chúng ta dùng đó, và nhất là cái tơ nhện nha bạn. Đó, mình đang cần, rất cần tơ nhện để làm gì, để làm gì, để chúng ta chế tạo len mà có giường, giường thật là nhiều để dân làng nó đẻ chứ không gì cả đó. Ok, như các bạn đã thấy ha, đây quái rất nhiều luôn đó. Quá nhiều chưa đó. Các bạn tuyệt đối không được đứng gần, mỗi ngày các bạn mà đứng gần quá là cái con Reaper nó nổ ra, cho nên chúng ta phải cẩn thận nha. Cái chỗ này là mình phải hành động rất là nhanh không, nhiệt tình chứ. Đó, chết hết đi, chết hết. Rồi, ok, tất cả mọi thứ đã hoàn thành. Rồi, bây giờ thì mình sẽ dành ra một vài ngày để farm các bạn, từ ngày 26 rồi. Chúng là cái việc farm tới tấp 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 tới đi đó. Từ khi nào mà chúng mình cảm thấy được thì mình sẽ ngừng. Đó, rồi vậy thôi. Gia hẹn cho các bạn sau khi mà mình farm xong. Mình đã quay trở lại rồi đây ha. Đó thì bây giờ thì mình đang xây cho mình đây, mình đang xây cho mình một cái sàn để mà chúng ta có thể gọi là gì nhỉ, chúng ta có thể đặt một cái lốc ở đây đó để mà bắt đường đi lên trên kia đó, để mà chúng ta đi thẳng lên tút luôn kia để mà chúng ta AFK đó. Nhưng mà bây giờ thì mình đã có một cái suy nghĩ khác, đó là tại sao mình không, thay vì mình xây một cái sàn ở đây thì mình sẽ đi xuống dưới đây đó. Đó, mình lựa chọn đại một cái chỗ nào đó đúng không, ví dụ như điểm này đi đúng không, mình sẽ lựa chọn ngay tại cái điểm này đó, mình cố gắng mình gọi là cẩn thận một xíu đó, mình nhích nhích qua vậy, mình nhích nhích qua vậy nè đó, nhích nhích qua vậy đó, để làm gì thì nhằm mục đích là mình sẽ xây một cái sàn nằm phía bên dưới này, và sẵn tiện chúng ta sẽ làm một cái máy lọc đồ luôn đó. Đó, mình đang có dự định vậy, mình đang có dự định là chúng ta sẽ làm một cái máy lọc đồ đó, một cái máy lọc đồ ngay tại phía bên dưới đó luôn ha. Đó, đó thì hiện tại bây giờ thì mình đang gặp một cái vấn đề, đó là mình không nhớ cách làm cái máy lọc đồ như thế nào đó, mình không nhớ cái cách làm cái máy lọc đồ như thế nào đó, cho nên hình như bắt buộc là bây giờ mình phải thoát ra đó, thoát ra tạm thời thôi, chúng ta thoát ra luôn nha. Đó, mình sẽ thoát ra tạm thời để làm gì, để mà chúng ta lên YouTube xem thử là cái cách làm máy lọc đồ nó như thế nào mới được đó. Giờ mình sẽ thoát ra như vậy đó, tắt này đi, mình lên YouTube mình xem thử cái cách làm máy lọc đồ như thế nào, sau đó mình sẽ trở lại ha. Rồi ok, mình đã quay trở lại đây thì mình đã gọi là xem trên YouTube ha đó, thì nó cũng mình cũng nhớ được sơ sơ mọi người nhớ được sơ sơ chứ nhớ kỹ thì nhớ cũng không được lắm hả. Thì các bạn đừng có lo nha, đó, mình không có gian đâu. Đây, như các bạn đây thấy nha, nếu mà chúng ta thoát ra kiểu này á thì coi như là tất cả mọi thứ trong game nó sẽ được ngưng luôn
Đó, tất cả mọi thứ trong game nó sẽ ngưng luôn, từ thời gian cho tới hành động của quái vật, tất cả mọi thứ nó ngưng hết. Đó. Thế nên là đừng có lo việc mà mình đang gian đây ha. Đó, không có đâu. Đó. Rồi bây giờ ta đi ngủ một cái. Có bây giờ à. Ngủ. Đó. Có bây giờ tao đi xa một chút, có gì đâu. Rồi, sáng rồi. Ngày 58 rồi. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành bắt tay vào cái việc đó là xây một cái máy lọc đồ ngay bây giờ luôn ha. Đó. Để mà chúng ta lọc những thứ đồ đó ra, chứ không để linh tinh vậy hả, nó mệt mỏi lắm. Đâu rồi? Đâu rồi? Ta lấy đồ nghề ra cái coi đây rồi. Mình sẽ cho một em dân làng học nghề. Một em dân làng học nghề đàng hoàng nha, chứ không phải nghề cho chơi đâu. Đó. Đây. Ta sẽ đặt xuống. Đâu có em nào đại học nghề không? Đây hay lắm. Thấy rồi, em ấy bán đá đỏ nha. Thấy. Thì bây giờ chúng ta em mới đổi thành zombie, mà bây giờ chúng ta không có thành zombie rồi. Thì bây giờ thành zombie đâu? Rất đơn giản, chúng ta cứ việc đi lên trên cái chỗ máy phạm mình hả, cái máy phạm mình ha, chỉ sau một đêm thôi zombie cả đông, thịt zombie đầy ha. Đó, giờ thì ta đi lên chợ một chuyến nữa. Trời ơi, tại sao lại không đi, tại sao lúc nãy đi xuống không lấy chứ, chiếc là đáng chí quá trời luôn. Cái gì đây, một em dân làng lang thang đâu, xem thử em bán cái gì. Đất này ô bí ngô nè. Mình có nên mua của em không ta? Hiện tại bây giờ mình đang thiếu một cái trái bí ngô. Nói chung là trái bí ngô cũng không có làm gì đâu, nhưng mà tại vì gọi là sao nhỉ, là mình muốn mua thêm cái này, mình kiểu như là muốn mua để mà kiểu như là cho nó có cái này có cái kia mà. Không, không, mình nghĩ là thôi khỏi rồi, không cần đó. Trái bí ngô không cần đâu đó. Đó. Rồi nghe, ta đã có được 4 viên đá đỏ. Sao cho được có 4 cái cục, 4 bục rất to vậy. Em mới lên cấp chưa? Em mới đã lên cấp nha. Vậy là coi bộ là mình phải đi làm thêm rồi các bạn ơi. Coi bộ là mình phải đi lên trên đó gọi là farm một ít nữa, rồi sau đó mới đi xuống dưới đây gọi là trao đổi với em nó thêm một chuyến nữa. Rồi thêm một cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải có gọi gì nhỉ, thạch anh, đúng rồi thạch anh. Đây mình cần làm cái này nè, đâu rồi? Đuốc đá đỏ hả? Đâu ta lấy ra một pha, ta lấy gậy ra cái đuốc đá đỏ một nè, 1 2 3 rồi đó. Đây ta mở được công thức rồi đó, đuốc đá đỏ. Chúng ta cần phải làm một cái món khá là đắt, không, chúng ta cần phải làm một món đó là cái comparator, cái comparator đó. Thì cái đó thì là một cái mà phải gọi là sao nhỉ, cái đó là thì chúng ta cần tới thạch anh ha. Tại sao lại có một em dân làng lang thang trong đây nữa? Ô, em đi vào, em đi ngao vô địa ngục à, phải gì phải nồi vậy. Nhanh lên, chúng ta không có thời gian đâu mà tán gẫu. Lấy thạch anh xong chúng ta đi về ngay. Được nhiều 3 mảnh, ok 3 mảnh cũng được rồi. Đâu có bán cái gì đắt giá không? Không trả có gì đắt giá. Ô, có bán cát đỏ nè. Ô, em này rất khá là quan trọng đó, em này khá quan trọng. Nhưng mà em ấy đi vào địa ngục rồi, làm sao để đưa em ấy lên đây, hay là ta phải đợi một em khác đi? Thôi tình chịu thôi, bây giờ chúng ta vẫn chưa có đủ cơ sở vật chất để mà đi vào trong địa ngục nha, cho nên là thôi đành chịu bỏ em đó lại trong địa ngục đi. Mặc dù em đó có bán một món đồ mình đang rất là cần, đó chính là cát đỏ, không, đó chính là cát cát thôi. Thì cát đó chúng ta có thể dùng để làm TNT ha. Đó. Nói chung nó rất là đắt giá. Đây cái này đây đó, chúng ta cần tới cái thạch anh là như vậy nè đó, nhưng mà mình chỉ có 3 cái thôi đó. Trong khi đó số món đồ của chúng ta cần lọc nó cũng khá là nhiều đó, như là đào thịt zombie nè 1 nè, thuốc súng là 2 nè, xương là 3 nè, mũi tên là 4 nè đó, còn tơ nhện là 5 nè đó, rồi mắt nhện là 6 nè đó. Thì mình nghĩ là mình sẽ ưu tiên lọc 3 cái đó là thịt zombie, thuốc súng và xương đó. Còn cái mũi tên á, à không, xương nè, thuốc súng nè và cái gì nhỉ, tạm thời bây giờ mình sẽ ưu tiên là mình lọc 3 cái đó trước. Rồi cái còn cái tơ nhện đó thì nói chung là cái tần suất mà cái tơ nhện nó xuất hiện thì mấy con nhện mà nó xuất hiện rồi nó chết nó cũng khá là thấp, cho
cho nên là mình cũng không có quan tâm lắm ha. Đó, cho nên là bây giờ chúng ta sẽ ưu tiên chúng ta lọc ba cái thứ đồ ấy trước, đó chính là tơ nhện, quay xương, thịt zombie và thuốc súng. Rồi ok, nung cái này lên cái mình đã quay trở lại rồi đây. Các bạn đã thấy gì chưa? Các bạn đã thấy gì chưa? Đúng vậy, đó chính là một chiếc mũ vàng, một chiếc mũ màu vàng. Rồi bây giờ chúng ta có thể thoải mái mà khám phá trong địa ngục được rồi đó. Để chiếc mũ màu, để cái mũ màu vàng này ở đâu mà mình có thì mình lấy từ em của em zombie đó, mình lấy từ cái máy farm này nè đó. Có một số em zombie gọi là mặc áo giáp đó, mình đánh thì một số em nó rơi ra đó. Thì mình ban đầu thì nó có mấy cái chân màu vàng nữa, nó mới có, nó cũng có mấy cái ủng màu vàng nữa, nhưng mà lúc đầu mình không để ý đâu. Nhưng mà lúc sau là thấy cái nón này nè đó, mình thấy cái mũ này, mình mới phát hiện ra, ủa mình đã có đồ vàng rồi, mình đã có đồ bằng vàng rồi, vậy thì mình có thể vào địa ngục được rồi. À, vậy thì lấy luôn, xài luôn. À, một công đôi việc. Rồi cái thứ hai đó là mình đã làm cho mình được ba cái bộ lọc đá đỏ và ba cái mạch so sánh đá đỏ đó. Đây thì đây là những cái nguyên liệu mà chúng ta dùng để chúng ta sử dụng để mà làm cái máy lọc, nên là làm cái máy lọc ha. À, thì bột đá đỏ thì chúng ta chỉ còn có hai cái thôi, nhưng mà chúng ta được thêm hai cái nữa từ em, từ em phù thủy. Em phù thủy yêu màu tím ghét xì gió dối cho chúng ta đó. Nói chung là ở trong máy farm này nè, mình đánh ẻm, thì ẻm rơi được cho chúng ta hai cái thì mình lượm luôn đó. Thì cái lúc mà mình đi xuống phía dưới mình trao đổi với con dân làng á, mình trao đổi với con dân làng mà bán đá đỏ đó, cho mà mình làm mấy cái bộ lọc này nè đó, thì mình xém bị giết chết đó. Mình còn đôi làm có 2 tim mấy à, 2 tim rưỡi hay là 3 tim rưỡi nha đó. Tại vì cái chỗ này nè đó, như bạn thấy nè, cái chỗ phía dưới đó, ở phía dưới đó đã được cắm đốt hết trơn rồi, cắm đốt hết trơn rồi mà quái nó vẫn spawn ra. Vì sao? Thì thật sự quái nó không có spawn ra đâu, quái nó không hề spawn ra. Mà tại vì mỗi bữa ban đêm á, cái khu này nó sẽ tối theo thôi, mà tối thì chắc chắn là mấy em quái vật sẽ phải sẽ xuất hiện đó. Mà xuất hiện rồi thôi thì mấy em sẽ đi vào cái chỗ này của mình nè đó. Thì cái chỗ này mình đâu có chặn lại đâu đó, thì mình để chống không nha, thì mấy em ở từ bên ngoài thì mấy em cứ tự nhiên mà đi vào thôi đó, không có gì cả đó. Vì thế là lúc nãy, nói chung là lúc mà mình đi xuống lúc nãy á, lúc nãy là mình đã có quay đúng không? Lúc nãy là mình tưởng là mình quay rồi đó, cho nên em mình nói như đúng rồi á. Mà cái lúc mà mình phát hiện á là ồ, mình đã ngưng quay rồi đó, mình đã bấm ngừng quay từ lúc nào không hay đó, mình đã bấm ngừng quay rồi, mình quên là mình đã bấm ngừng quay rồi đó. Thì các bạn đừng lo, từ nãy giờ mình không có ăn gian gì đâu đó, mình không có ăn gian gì cả. Đây ngày 62 nè đó, thì lý do mà mình bấm ngừng quay thì lý do rất đơn giản thôi đó, đó là mình sợ hết dung lượng mà đó, mình sẽ hết dung lượng đó. Hiện tại bây giờ trong cái file của mình đó là nó có một cái video, một cái video sinh tồn Minecraft 1.16 rồi, mà bây giờ mình quay cái này mà dài quá nữa thì nó chiếm hết chỗ chứa, mà chiếm hết chỗ chứa thì chúng ta không còn chỗ đâu mà edit video nữa đó, không còn chỗ trống để mà gọi là edit video á. Sau đó chúng ta sẽ có một cái video khác nữa, nó nói chung là không còn chỗ trống để cho một cái video mới ra ha. Đó mình sợ cái đó thôi. Nhưng mà tới lúc mà bật cái dung lượng, bật cái thư mục đó, thì mình thấy cái ổ đĩa D của mình nó còn tới tận 23 GB lận, còn tới tận 23 GB lận, cho nên là mình cũng không lo lắng quá ha. Đó nên bây giờ mình cũng thoải mái được chút đỉnh đó. Rồi ok, giờ ta sẽ lên đây, một kiến đó. Thì trong lúc gọi là trong lúc đó thì mình cũng có xây cho mình một cái chỗ, một cái đường để đi lên đó. Đi lên đâu? Đi lên cái chỗ mà chúng ta sẽ AK để mà chúng ta farm thôi, chứ không có gì cả đó. Lên nè đó. Tại sao mình lại xây chỗ này? Bởi vì đơn giản á là ha, đợi hoài luôn á, thiệt luôn á, nếu như mà mình không lên cao á, mình không lên cái chỗ AK thì quái nó xuất hiện không có nhiều, farm không có đã, nó farm không có đã. Mình xây cái chỗ AK rồi nè đó, thì đi lên đó, thôi, chúng ta chỉ cần leo lên, leo xuống một cái thôi là quái nó ra một đống luôn, farm một một farm lúc đó farm nó mới đã đó. Thì tới khúc này thì mình tới cái chỗ này chúng ta đã hết hết đá rồi ha đó, nên là nó hơi nguy hiểm xíu. Thôi không sao, chúng ta cần cẩn thận xíu là được. Trời ơi, có mẹ em nhảy đầm kìa, hiểu chưa, trời ơi, nhảy đầm nè, trời ơi, hot girl,
phù thủy nè. Ôi có kinh nghiệm kìa, kinh nghiệm kìa. Kinh gì chưa? Đó. Kinh gì chưa? Quá ghê gớm. À, chúng ta có được một cái giáp xích. À, cái giáp này hiếm lắm nha, hiếm lắm á. Chúng ta không thể nào chạy đào được, chúng ta chỉ thể đánh đánh mấy em zombie thôi, đánh mấy em zombie cho mấy em mới thấy mấy em mới 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 cười ra được nha. Đó. Thì mình nghĩ á, mình đặt lý do sao mình đặt bốn cái gương, lý do sao mà mình đặt bốn cái gương này là giờ mình ban đầu á mình nghĩ là mình nghĩ đặt như vậy chúng ta sẽ thu được đồ nhiều hơn đó. Bởi vì sao? Bởi vì đơn giản cái máy bay này rất là lớn đó. Và đồ nó cho rất là nhiều đó. Mình nghĩ thì như vậy sẽ cho được rất là nhiều đồ hơn, nhưng mà mình đã làm bạn đó. Bởi vì sao? Bởi vì mình chia đều á đó. Ở đây chúng ta có bốn cái hopper đúng không, thì mình chia là mỗi một cái gương sẽ là một cái hopper đó, cho nên là cái tốc độ chuyển đồ vô, tốc độ chuyển đồ vào trong đấy nó hơi chậm một xíu, nên là đó. Có nghĩa là cái máy phao này nó cho nhiều đồ thật, nhưng mà đều á là nếu như mà chúng ta sử dụng một cái gương á thì chúng ta mới thấy nhiều thôi, còn nếu như sử dụng bốn cái á thì đồ nó sẽ chạy rất là linh tinh đó, thì chúng ta vẫn thấy nó bình thường, nó không nhiều lắm. Với lại thêm cái là mình chia ra này để mà dễ quản lý đó, dễ quản lý. Có nghĩa là giữa cái gương này mình sẽ để là thuốc súng cả tất cả, mình sẽ để tất cả đều là thuốc súng hết đi đó. Thì cái gương bên đây mình sẽ để tất cả đều là zombie đó, là mình nghĩ vậy đó, nhưng mà không, mình đã làm đó. Như bạn đã thấy nè, đây cái hopper này nè, cái hopper này là nó chỉ vào cái gương này đó. Nếu như ở trong đây á mình để xương đi, mình lúc đây con skeleton nó chết thì cái hopper này sẽ hút xương nó đưa vô đây đúng không. Nhưng mà ví dụ đi, có cái con đứng ở đây nè, cái con đứng đây nè, cái con đứng ở cái hopper này không phải là skeleton mà là con zombie đi, lúc mình chém chết thì không, thịt thối nó rớt vào. Cũng như không đó, cho nên thành ra là thôi mình quyết định là mình cho nên là mình đã quyết định là mình sẽ xây một cái máy lọc đồ là như vậy đó. Chém một cái trời luôn, ghê chưa, từ cấp ba mấy mà lên tới 53 luôn kìa, ghê chưa, ghê gớm không, ghê gớm không. Cái máy farm này quá dữ luôn. Hồi nãy thấy thấy cho năng sức ít lắm mà sao giờ kỳ vậy, sao cho năng sức nhiều vậy, trời ơi. Hồi nãy ha là nó cho năng sức đúng ít luôn á, để nó cho năng sức đúng ít luôn á, cho nên thấy mình mới bực quá, mình mới cố gắng mình xây cái đường đi lên đây nè đó, để mà mình AFK một xíu đó. Thì mình vừa mới xây xong thôi, mình vừa mới xây xong thôi bạn đó, thì trời nó sáng luôn rồi đó, trời sáng luôn thì mình đi ra mình chém một cái trụ gà quá trời đất luôn đó. Ơi rồi ta đi lên đây một cái, ta đi lên đây đó, lên đây một kiếm đó, lên đây thôi rồi thì ta lên đây luôn đó. Lên cao cao một xíu đó, chỉ để AFK thôi chứ không làm gì hết chẳng bạn đó. Đó, ta lên đây ta đứng khoảng đâu 1-2 phút hay gì đó, rồi sau đó ta bước xuống ha, đó ta đi xuống cho thấy là quái nó ra một đống luôn. Tha hồn mà đánh nè đó, ta đứng đây nè đó, lên đây rồi đó, thịt đâu cắn miếng coi đó. Thì chúng ta đã có bốn phôi sắt ha, chúng ta đã có tổng cộng bốn phôi sắt. Phôi sắt này mình lấy đâu? Mình lấy từ chỗ máy farm á. Nè, máy farm này nè. Có một số em zombie gọi là gơi sắt cho mình ha. Một số em zombie gọi là gơi sắt cho mình, cho nên cho mình lượm luôn á, mình lượm luôn. Có một dạy dụng lượm đúng không đó. Và cái máy lọc đồ này á, cái máy lọc đồ này á nó tốn rất là nhiều hopper. Mà hopper thì chúng ta cần gì? Làm hopper chúng ta phải cần sắt, mà sắt á thì chúng ta phải cần có rất nhiều. Mình tính sơ sơ nha, đây mình tính sơ sơ nè đó. Tổng cộng là khoảng gần 10 cái hopper, hoặc là hơn, à không, hơn 10 cái hopper, mình tính sơ sơ là hơn 10 cái hopper. Cho nên thành ra nó ai da, cho nên thành ra là nó khá là đắt đỏ. Nó đắt đỏ cái chỗ đó chính là hopper nhiều thôi chứ không gì chân bạn đó. Ồ, hello mấy đứa. Ôi ôi. Quá nhiều chưa? Quá nhiều chưa? Nó quá kinh khủng. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình ngồi để mình farm một cái nữa, rồi sau đó mình sẽ đi trao đổi với em dân làng.
trao đổi với em dân làng bán đá đỏ đó, hoặc là nhiều đá đỏ vào để mà mình là tiếp tục mình thực hiện những cái dự án đó là xây cái máy lọc đồ đó thì thôi. Ok, bây giờ thì chúng ta có một vấn đề nhỏ nhỏ, đó chính là khoe rồi các bạn, khoe rồi. Các bạn hãy nhìn xuống dưới góc bên trái, góc phía dưới ở bên tay phải của màn hình. Đó, như bạn đã thấy 11 giờ 34 rồi, đó, ngày 7 tháng 7 luôn nha. Đó. Ngày mai sẽ là ngày 8 tháng 7 năm 2021. Ok. Đó. Thì hiện tại bây giờ nó là 11 giờ 30 mấy rồi, hơn 11 giờ rồi. Đó. Và mình cần đi ngủ. Mình cần đi ngủ. À, thức khuya quá là có hại cho sức khỏe. Mình biết vậy đó, mình biết là thức khuya có hại cho sức khỏe mà mình vẫn thức khuya. Bởi vì sao? Bây giờ là gắn thói quen khó bỏ. Rồi thôi. Rồi ok, chúng ta sẽ chém tụi nó thêm một lần nữa ha. Rồi. Ok. Thoát game. Đó. Rồi. Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai. Rồi xin chào bạn nha, mình quay trở lại đây đó. Thì hôm nay là ngày 7, em phải ngày 9 tháng 7 đó, ngày 9 tháng 7 nha đó. Thì ngày hôm qua là mình không có quay đó. Lý do là vì sao? Vì đơn giản hôm qua có lúc mà vô ngủ á, nhưng mà mình cũng có thật ra trước khi vào, nếu như mà vô trong phòng ngủ đó, trước khi đi ngủ mình có cái tật đó là mình hay bấm điện thoại, xem điện thoại đó. Cái thứ hai đó là hay là thì vô mùng thì nói chung là đi vào ngủ thì mình không thể nào mình ngủ liền được, bạn mình nằm xuống thì cũng phải mất đôi, nói chung là vài chục phút hay là mấy mấy chục phút vậy mình mới ngủ được đó. Thứ hai là mình nói chung là thức thức hơi cùng tới tận 3 giờ mấy luôn bạn, tận 3 giờ mấy mình mới ngủ được đó. Thì cái lúc mà mình ngủ dậy á thì nhà mình nó có dọn dẹp chút xíu bạn nhé. Ngủ dậy thì nhà mình là dọn dọn dẹp nha, dọn dẹp bình thường các bạn, nhưng mà có điều nó hơi dọn dẹp gì đó, dọn dẹp mấy cái chỗ mà kiểu như để lâu á, mấy chỗ để lâu quá rồi cho nên chưa có dọn bao giờ á. Nó thì người nhà mình dẹp dẹp dọn mấy cái chỗ đó đó bạn, nó cho nên nó hơi ồn chứ không quay được ha. Rồi tiếp tục tối tối ngày buổi tối nha, buổi tối ngày 7 ngày 8 tháng 7 á, nó như bạn nhìn thấy cái lịch dưới đó kìa, ngày 9 tháng 7 đúng không? Nó thì tối tối ngày hôm qua đó thì mình cũng gọi là thôi ngày hôm qua thì kiểu như là ngày hôm qua quay không được, không ngày hôm qua quay không được thôi bữa nay quay cái gì đâu đúng không đó. Rồi tối mình vào mình ngủ bạn, mình vào ngủ nhưng mà cuối cùng mình mất ngủ nguyên đêm luôn bạn, mình không ngủ được luôn đó, mình không ngủ nguyên đêm luôn, thức sáng thức từ đi vô thức từ đầu tới sáng, từ tối cho tới sáng luôn bạn, không mất ngủ nguyên đêm luôn. Nhưng mà được cái, nhưng mà lúc nãy là cái lúc mà 7 giờ hay 9 giờ hay là 8 giờ mấy gì đó, 7, 8, 9 giờ hoặc là 10 giờ gì đó bạn, cái mình bắt đầu mình buồn ngủ lại, mình đi ngủ được chút bạn, mình đi ngủ được bây giờ là tới tận 3 giờ chiều nè bạn, mình ngủ được tới tận 3 giờ chiều ha. Rồi đó thì nói chung là chỉ nói sơ sơ, kể kể chuyện nghe sơ sơ vậy thôi, không có gì đâu đó. Thì ý của vài bạn nói rằng là mày thức làm buồn què, nhưng mày làm mày thức gì vậy? Thì mình thức để mà mình suy nghĩ các bạn, mình hay suy nghĩ bằng cái thứ mình ta lên đó, thì với lại đấy mẹ hay là mình suy nghĩ, mà mình suy nghĩ khác là mình suy nghĩ vô cái dự án mà My God thế giới vô tận của mình các bạn đó, cái dự án cuối cùng luôn đó, cái dự án mà mình cho là mình sẽ làm đó, và sau đó mình sẽ nghỉ trong vòng một thời gian dài đó, mình chính thức mình rời khỏi YouTube luôn đó. Thì nếu như mà mình có đăng video á, thì lâu lâu đăng lần lần thôi đó. Giống hệt như giống hệt như cái dự án mà thế giới vô tận đó, mình sẽ làm đó, mình làm xong rồi đúng không, mình làm xong rồi thì mình sẽ kiểu như là mình chính thức kiểu như là giống hệt như bạn tưởng tượng đi, bạn học học trong trường xong bạn phải ra trường đúng không đó, thì ra trường thì lâu lâu các bạn nhớ trường, các bạn quay trở về bạn thăm trường đúng không, thì thời gian mà các bạn quay trở lại bạn thăm trường có thể là một tháng một lần, một năm một lần, hoặc là 2 năm một lần đó, nó vậy đó. Thì kiểu như là vậy các bạn, thì sau khi mà cái dự án nó kết thúc đó, thì mình sẽ kiểu như là rời rời khỏi YouTube ha đó. Thì nếu như mà ha là mình có một cái món đồ gì đó trong tay, ví dụ như mình có món cái bút 3D đúng không đó,
thì bữa nay là mình đặt hàng trên mạng, mình mua được một cái bút 3D đi, mình mua được một cái bút 3D đi. Đó, hiện tại bây giờ mình đang có cái ý tưởng này đối với cái bút 3D này. Đó, và mình có thể dựng và mình có thể thực hiện cái ý tưởng này bằng cách là quay video, mình sẽ quay video ha. Đó, chứ không có gì đâu. Đó, hoặc cũng có thể là mình có thể thực hiện được mà không cần quay video nhưng mà mình vẫn sẽ quay lại để mà làm kỷ niệm, không gì giống con mẹ chứ. Đó. À, bây giờ ta sẽ tiếp tục ở đây tạo quái để mà thực hiện cái công việc đó là làm cái máy lọc độ bạn. Rồi. Rồi, để ở đây. Thì bây giờ mình nghĩ là cái phần mà đá đỏ đó, về cái phần đá đỏ nha, thì mình nghĩ là mình đã đủ rồi. Ok, cái phần đá đỏ mà nó đủ rồi à. Nhưng mà còn bây giờ có một điều khá là quan trọng là chúng ta vẫn còn thiếu dụng cụ về hopper à. Chúng ta vẫn còn thiếu khá là nhiều sắt à, để mà làm hopper bạn. Hopper là nó cần hơi bị nhiều sắt luôn á à. Cái và cái hệ thống lọc đồ này hay là chúng ta cần đâu tầm khoảng là hơn 10 cái hopper mà, hơn 10 cái hopper chúng ta ít đâu. Đó. Vậy là bây giờ chúng ta cần phải ngồi để chúng ta chờ một em Iron Golem nào đó xuất hiện, sau đó chúng ta chém mẹ em vài phát để cho em chết được mà. Chứ mình không thể nào mà mình lên máy farm đó mình farm được bạn. Mình mà farm thì nó không có đủ dùng mà, nói chung là không đủ dùng thôi. Ờ có thêm 2 em baby nữa kìa. Ồ. Hay ha, có thêm 2 em baby nữa kìa. Ồ, nhà mình lại tiếp tục mở văn nghệ nữa bạn ơi. Đó. Ok đây bạn ơi. À, cái đó là gì mình mở. Kệ đi. Cái đó là cái niềm vui khoe khỏa giải trí của gì mình thì chúng ta nên tôn trọng. À. Thì mình giải trí bằng cách là chơi game thì gì mình giải trí bằng cách là nghe nhạc ha. Mà nghe thể loại đó chính là gì ta? Cái đó người ta gọi là đờn ca tài tử. Đúng rồi, đờn ca tài tử. Hay dân gian miền Nam ta còn gọi là ca cổ hoặc là ca nhạc hoặc là ca gì, nói chung mình cũng không biết lắm cái đó, mình cũng không biết phân biệt giữa cái ca cổ với cái đàn ca tài tử là nằm chỗ nào, hay là hai cái đó giống nhau ta, nói chung mình cũng không hiểu rõ lắm. Mà nói thiệt với mấy ông ha, là ca cổ nghe là ai mà có hơi dài mới ca được nha, ai mà không có hơi dài hay là ca đứt hơi chết luôn, không đến nỗi chết đâu, ca không được thôi. Mấy ông không tin, mấy ông lên mấy ông gõ đi ca cổ hơi dài đi, trời má ơi, tôi nghe mấy cái người mà kiểu như là ca sĩ hoặc là trong đó hát hay lo nhạc là trời má, cái hơi ta đúng dài luôn á, trời má, có cái chữ mà kéo dài đâu gần đâu hơn 10 giây hoặc là dưới 10 giây hoặc là như thế nào đó, nói chung gần hoặc là hơn 10 giây á rồi ơi, một chữ thôi mà kéo dài kiểu đó trời má ơi, tao mơ là chết trời luôn. Thì tôi nghĩ rồi đó, thiệt luôn. Rồi ok, mình nghĩ là mình sẽ tiếp tục mình ở trên đây mình farm các bạn. Đó thì chúng ta tìm theo thật là nhiều, chúng ta lấy chỉ từ con mấy con nhện đó để mà chúng ta làm thật là nhiều dương đó để cho Iron Golem xuất hiện nhiều bạn. Chứ hiện tại giờ dân làng mình nó ít quá, Iron Golem xuất hiện không có nhiều thôi. Rồi ok bạn ơi, mình đã chết rồi bạn ơi. Đó. Thì lý do vì sao mình chết đó là vì mình bị con Phantom nó đập mà. Mình bị con Phantom nó đập một cú chí mạng các bạn ơi. Mà lúc đó mình đang leo cầu thang á. Mình đang leo cầu thang con Phantom mới xuất hiện. Đó, mình biết thế nào nó cũng đập mình rồi nhưng mà có điều mình leo xuống không kịp bạn ơi. Đó, nó đập mình một phát mình té xuống mình chết luôn mà. Ôi 65 cấp của mình. 65 cấp của mình đi đời bạn ơi. Oh my god. Ôi mày ơi. Đây là cái lần chết đầu tiên ở trong cái war này nha bạn. Đó. Oh my god. Mình chơi dở bạn ơi, mình chơi dở mình bắt buộc thì mình không có chỉnh siêu khó ha. Chứ mình chơi mà kiểu như là hơi mình chơi không được hay lắm cho nên mình không chỉnh siêu khó ha. Ok, cho nên là bạn đừng có thắc mắc lý do sao là không chỉnh siêu khó chơi cho nó hấp dẫn cho nọ. Rồi xong còn có 7 cấp luôn, mẹ từ sắp. Bà nội cha nó từ 65 cấp xuống còn có 7 cấp, trời sĩ, quan tâm khốn nạn. Mẹ tôi thề luôn. À, mình thề luôn bạn, mình thề luôn đó là mình ban đầu nha, cái bản mà cập nhật đại dương các bạn đó,
Coi cập nhật đại dương á, thì mình nói thật nha, mình không có để ý gì cái lúc mà cập nhật cái con Phantom á, mình cũng không để ý gì lắm đâu. Nhưng mà từ cái lúc mà sau một thời gian dài á chơi mà gặp cái con Phantom này á, mình nói thật bạn, nó phiền cực kỳ luôn bạn, nó phiền cực kỳ luôn, nó siêu phiền luôn bạn, đúng phiền luôn á. Có nhầm lúc ha, kiểu như là mình muốn farm á bạn, mình muốn ngồi đâu mà mình farm, mình farm mấy ngày mấy đêm liên tục luôn bạn, nhưng mà không được bạn. Bây giờ nó chẳng mà chúng ta thức quá 3 ngày trong game là con Phantom xuất hiện nó quýnh chúng ta bạn đó. Và thấy là chúng ta phải thức ngủ một giấc rồi chúng ta phải thức dậy cái đó. Đó. Nó phá là phiền các bạn đó, nó làm mất hết một buổi đêm bạn, trong khi đó một đêm nha là quái đó, quái nó spawn ra rất là nhiều, chúng ta farm rất là có thời gian farm rất là nhiều luôn ha. Nhưng mà cái con Phantom nó xuất hiện, nó cứ đánh mình hoài, nó gây phiền các bạn, nó gây phiền cho nên nhưng mình bắt buộc mình phải ngủ đó. Thì cũng có cái anh kia là gì, Tiến Thành đúng không? Tiến Thành 2929 đó, anh ấy nói là anh ghét cái anh là anh ghét cái con Phantom cực kỳ, anh nói là anh ghét cái con Phantom cực kỳ. Anh nói là gì thì anh có giải thích á, anh ghét nó không phải gì là anh sợ hay là gì hết, mà vì anh thấy nó quá phế, anh thấy nó kiểu như là anh thấy nó quá vô dụng các bạn, anh thấy kiểu như nó quá vô dụng, nó chả có gì hấp dẫn chứ. Thì riêng bản thân mình cũng thấy đúng rồi, nó cũng thì mình thấy cái thứ giá trị nhất ấy, cái thứ giá trị nhất trên cơ của cái con Phantom đó là cái da của nó các bạn. Bởi cái da của nó chúng ta có thể dùng để mà sửa cái cánh thôi. Đó. Vì chúng ta nhưng mà các bạn cái cánh cứng của bạn không có phù hợp sửa chữa thì các bạn có thể lấy cái da của nó để mà các bạn ép vào cái đe đó mà sửa lại ha. Đó. Thì theo như mình thấy là mấy phiên bản trước nha. Phiên bản mà trước phiên bản 1.13 nha, trước phiên bản 1.13 nha, là chúng ta có thể sửa cái cánh cứng bằng da bò. Chúng ta có thể sửa cánh cứng bằng da bò nha các bạn. Đó. Nhưng mà hình như là từ 1.13 trở lên thì chúng ta không thể nào sử dụng da bò nó sửa chữa được nữa. Khá là tiếc. Thiệt tình chứ. 65 cấp của tao, con Phantom khốn nạn. Má ơi. Trời luôn. Mình xuống không kịp, bạn lúc đó mình leo khá là cao rồi. Nên mình xuống không kịp nữa, bị nó tán một cái một, trời ơi, mình bám vào cầu thang không được cho nên mình đi luôn rồi. Thiệt tình chứ. Ok, chết lần hai là do bị zombie giết nha. Mình cần con gà bạn, chúng ta có một con gà kìa. Đây nè, mình còn cái con gà ha. Ôi lại thọt xuống 7 cấp nữa rồi. Ok bà đi bạn ơi, cấp thì mình sẽ farm sao ha, cấp thì mình sẽ lấy lại sao. Cái bây giờ chúng ta cần làm đó là bây giờ mình sẽ đi tìm sắt ha. Đây mình cần con gà này các bạn đó. Chúng ta có được con gà này chúng ta sẽ làm được rất là nhiều thứ luôn ha. Mình cần con gà đó, chả có gì đâu. Ôi, thiệt tình chứ. Ôi, cứ chết vậy hoài luôn, bực mình ghê. Mình không dám chém bằng kiếm mà, mình chém bằng kiếm thì sợ con gà nó chết. Mà cây rìu của mình thì nó hư luôn rồi, mà nhất thời cái đó là mình không có đá nó mới ghê chỗ đó. Hài hước ghê không? Mình đang trên đường đi làm cái máy farm. Đó, nói chung mình gần xong rồi ha. Đó, giờ mình gặp em này. Đó, chúng ta xem thử. Đó, em có bán cho, em có bán chòi cây gừng nha. Nhưng mà mắc quá. Mà thôi kệ, mình sẽ mua một cái luôn. Đó. Mình sẽ mua một cái ha. Đó, bình đơn giản là chúng ta chỉ có cái cây xoài thôi thì nó cũng hơi chán. Ta mua thêm nhiều cây vô nữa. Đó, nó phong phú lên đồ. Đó, cái kiểu. Rồi giờ ta sẽ đi lên chợ một chuyến. Sau bao nhiêu ngày khổ tâm mệt nhọc và bây giờ chúng ta đã hoàn thành được chiếc máy của chúng ta rồi ha. Tao còn thêm ngày bao nhiêu, ngày 69 luôn rồi, kinh dị thiệt chứ. Chuyển đổi lại góc nhìn này cái đi. Đâu để mình xem là nó hoạt động tốt không ha. Đâu ở đây thì vẫn chưa có gì. Đâu tao lên đây tao coi một cái. Thì đợi nó phải lọc hết mở đầu này ha, nó phải lọc từ từ nè, nó mới lọc, nó mới khác được. Đó thì cái em dân làng thương dân lang thang vẫn còn gì đó. Và em ấy bán một cái mầm khá là ngon, nó có mầm cây gỗ gừng. Và nếu như mà chúng ta có cái mầm cây này ha, chỉ cần 4 cái thôi là chúng ta farm gỗ đã luôn á. Gỗ mà tha hồ mà chặt luôn, chặt xong làm gì, đổi ra que xong làm gì, đem đi trao đổi dân làng và lấy ngọc bảo thôi. Đó nó rất là lời luôn ha. Trước khi ngủ mình cần làm một chuyện cái đã. Ai mình cần làm một việc khá là quan trọng. Đó là mình sẽ cho hai em dân làng học nghề ha. Đó hai em luôn. Mỗi em sẽ đổi que cho mình. Đó.
em này thức dậy coi. Đó. Cùng nghe đi. Kìa. Cô, tại sao nó không chịu học nghề? Tối quá thì hình như là tối rồi, buồn ngủ rồi, không chịu học. Ờ đúng rồi, phải đi ngủ cái. Rồi tao ngủ coi thử sáng em có chịu học không. À, có em học kìa. Đó. À, đổi que nha. Đó. Đây là cái mà mình muốn nè. Đó. Ờ, đây là cái mà mình muốn ha. Đâu em kia đâu rồi. Còn em nữa. Ồ, em này thì không đổi que à. Kỳ vậy. Nào nha cái coi. Em đâu mất nghề. Ờ, à, cái em đổi que không bị mất nghề. Vậy thì ta sẽ đặt cái này lại. Đó. Đó. Rồi đâu, em đổi cái gì? Lái em đó, em lại đổi Emerald à? À, không thích nào nghe. Ta cần que cơ mà, ai cần Emerald? Đúng gì chứ. Rồi, ta đi chặt cây một cái. Lấy que để mà đổi với mấy em để khóa nghề lại, nếu thôi em đạo âm thổi để mà để khóa lại ha. Chứ thôi là em đổi sang cái hàng hóa khác là mệt lắm. Đâu? Đó, lấy một cái thôi. Đó, mà em kia đâu? Em kia đâu rồi? Cái em đồ lấy em gột của tôi đó. Đâu rồi, đây hả? Ừ. Giờ tôi reset lại cho em nghe. Em không được, em phải bắt buộc là phải mua gậy cho tôi. Em bắt buộc là phải mua gậy cho tôi. Đâu, em nào không nghe đâu. Không nghe đi chứ, đâu rồi? À đây hả? Ừ, em này cũng đổi que nè. Đó, để chúng ta đã có hai em đổi que. Đó, hai em đổi que. Yeah. Đó, vậy thì bây giờ công việc tiếp theo của chúng ta đó là sau này cái việc ha, chặt gỗ xong đổi que đem vô đây đổi với mẹ em. Đó, chúng ta sẽ có đồ ha. Đó, chúng ta sẽ có Emerald. Từ Emerald đó chúng ta sẽ lấy Emerald đó chúng ta mua được rất là nhiều thứ ha. Đó. Thì bây giờ là cái máy máy học đồ của mình đó, nó cũng đã hoàn thành rồi. Đó. Đó không? Sau bao nhiêu ngày khổ cực thì cuối cùng cái máy của chúng ta nó cũng hoàn thành rồi ha. Đó, bây giờ mình sẽ gọi là đi lên đó farm để lấy lại cái số cấp của mình ha. Số level là nó bị đánh mất một cách lãng xẹt, đó chính là bị con Phantom đánh té chết. Trời má ơi, cũng sạp. Ta sẽ mua nó thêm một cái chòi nữa ha. Đây. Đó. Ở cái là một cái thôi cũng được rồi, một cái thôi cũng được rồi, nhưng mà thôi mua nhiều chút cho nó an toàn, cho nó có đi, để mất công đi ha. Trồng một cây xong rồi đất ha, trồng để mất công trồng xuống nó lớn lên chặt xong rồi không có gớt cái mầm nào nó xui nữa đó. Nó mua hai cây đi cho nó chắc, dụ như cái cây này ha không có gớt mầm thì cái kia cũng có gớt chút đỉnh đó. Rồi ha, ta đi lên ta farm cấp tiếp. Rồi bây giờ ngày đây là 70 luôn rồi đó, bây giờ mình sẽ cố gắng mình farm cho tới ngày 100 luôn ha. Đó, Sam farm cho tới ngày 100 luôn rồi chúng ta sẽ kết thúc video. Ok, mình đã quay trở lại rồi đây ha. Đó, thì đâu, đây, ngày 77. Mình dự định là sẽ farm hết tổng cộng cho tới ngày 100 luôn. Nhưng mà thôi, bây giờ thì cái video trước đó thì nó không có gì đặc sắc hết. Và video này cũng không có gì đặc sắc nữa thì nó hơi chán. Cho nên là bây giờ thì ta sẽ quyết định làm cho mình một cái khu vườn ở đây. Đó, một nơi để trồng cây cối, để thu hoạch gỗ. Thì cái số lượng chưa trồng dưới thì cứ chạy lên chạy xuống ngoài nó hơi cực ha. Đó, giờ ta đi xuống một cái. Ồ, vừa tôi nảy quá. Bây giờ ta cần phải chuẩn bị cho mình một ít đá. Đây, ta sẽ lấy cho mình một ít đá ha. Đó, cho mình đóng sườn này vô đi. Dưỡng díu chỗ quá. Đây. Đó, bỏ cái này vô luôn. Cái này vô. Cái này luôn nè. Đó. Cái ngọc Enderpearl này á, là không phải là do mình đánh con Enderman đâu nha, mà là con người sắt nó đánh á. À, anh Golem của chúng ta đã tán bạn Enderman hai phát và bạn ấy đã ra đi và để lại cho chúng ta một viên ngọc. À, còn đây là bốn cái mầm cây đó, mà mình đã lấy được từ hai cái mầm kia đó. Rất là may mắn ha. Ban đầu là mình chỉ có hai cái mầm thôi, nhưng mà mình trồng hai cây đó với hy vọng là nó sẽ cho mình bốn cái mầm, và đúng rồi, cho mình bốn cái mầm thiệt, trông rất là may mắn. Rồi ta sẽ lấy đá nhiều một chút đó. Yên tâm đi, cái đợt farm đá lần trước nó rất là nhiều, nó dư luôn á.
máy phá âm đó cực kỳ khủng luôn, nhưng mà cuối cùng hơi vẫn dư à, cho nên là chúng ta vẫn có thể đủ khả năng để mà làm cái khu vườn cho nó ha. Ta đã xây cho mình một cái mặt phẳng trà bá lửa đây rồi ha. Đây, ta đã xây cho mình được một cái mặt phẳng vậy rồi hả. Ta sẽ cho một cái đường nước ở đây đó, nó bay đi xuống để chảy vậy, để chảy vào cái hopper thì chỗ này đây đó. Trai bạn sẽ hỏi là tại sao mình không xây một cái đường thẳng đi mà tại sao lại lại xây một cái đường bậc thang vậy, thì mình khoan chờ chút, xây một đường thẳng ha. Vậy cũng nghe cũng có lý nha. Vậy ta chỉ cần cho một cái đường hàng, vậy ta chỉ cần cho một cái hàng hopper, một hàng hopper hay là hai hàng gì đó đi vào ngay chỗ này đó, vậy là xong rồi đó. Còn này cái đường nước thì nó hơi lu bu một xíu. Rồi sửa lại mọi người. Mình đã dọn hết cái đống này, giờ mình đã sang phẳng nó đó. Giờ mình đã có mở rộng cho nó đi ra hơn này đó, mình đã có kéo cho nó đi rộng ra hơn này một chút nè đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ gọi là gì nhỉ, chúng ta sẽ đi xuống dưới đây đó, xuống dưới cái chỗ máy lọc đồ của mình đó. Nó sẽ mở cái chén này ra đó, nó sẽ có rất là nhiều cung, ta lấy cung gà hết đi đó. Lúc nãy là nhiều lắm á, thiệt lúc nãy là nhiều lắm, nhưng mà có đi không là mình vứt bỏ rồi cho nó kiểu như là chống chỗ bớt đó, chứ để nó chật chội quá, chật chội quá nó cũng không tốt nghe đó. Rồi ta sẽ gáp những cái cung này lại đó, để cho nó hoàn thành lên đó, đâu còn nữa không đó. Mấy cái cung thường ta cái việc lấy ra mà gáp vô ha đó. Cái cung nào phù phép thì ta để lại ha, cái đó thì gắn vô không được đâu. Ta sẽ chừa những cái cung phù phép đó vào mục đích khác. Mục đích rất là đơn giản thôi, đó là ta sẽ ép nó đưa, ta sẽ ép mấy em nó lại với nhau để cho mấy em nó gọi là ra một cái cung rồi đó. Ví dụ như đâu rồi, ta đang có một cái cung có phù phép là sức mạnh 1 chỉ cầm hỏng 1, thì ta sẽ cố gắng tìm kiếm một cái cung nào đó đây như này có sức mạnh 1 nè đó, ta sẽ ép hai cái cung này lại nhau đó, nó sẽ ra được sức mạnh 2 đó. Đó, cái mục đích của chúng ta nó là như vậy. Và mình cũng đã kéo thêm ở đây, mình cũng có làm thêm vài cái chest nữa, thì mình cũng có để như thế này đó. Nhưng mà hiện tại mình đang bị thiếu sắt cho nên thành ra là chúng ta chỉ có thể để như thế này thôi đó. Đó, khi nào chúng ta có đủ sắt thì chúng ta sẽ gọi là lắp thêm một hàng ba cái hopper bên đây đó, thêm ba cái hopper bên đây nữa lại với nhau đó. Thế là chúng ta sẽ có một đường đồ khá là to đây đó. Rồi bây giờ mình sẽ thử coi là chúng ta sẽ làm được bao nhiêu cái máy phân phát này. Cái máy phân phát này nó chằng gai ở một chỗ là nó chúng ta là nó yêu cầu chúng ta là phải có một cái cung nguyên si luôn ha, một cái cung nguyên si luôn chứ không phải là một cái cung hỏng, một cái cung hỏng dù là hỏng một chút thôi nó cũng không chịu nữa đó. Nó chằng gai ra chỗ đó ha. Rồi đánh chém mấy em này một phát đó, lên 5-8 cấp rồi. Ồ nhớ né mấy em mít bờ nha, đừng có để mấy em thấy mình đó, là đứng như nè đó, đứng cách một lóc thôi chứ đừng có đứng gần quá, đứng gần quá là mấy em Reaper thấy mình á, mấy em nổ cho đó, cũng rất là mệt lắm. Đâu bây giờ mình sẽ đặt thử, ô tối là đi ngủ thôi đó, đi ngủ cho nó qua ngày, mau đi bạn ơi đó. Thì sự bây giờ hay là tới ngày 100 là rất là lâu luôn á, cho nên là ngủ được ta cái việc ngủ. Ok đây là ngày 80 rồi, còn 20 ngày nữa thôi, cố lên fighting, cố lên đó. Mình sẽ thử đổ một cái đường nước ra như thế này. Không, rồi mình sẽ đổ đây luôn ha, đó, mình sẽ đổ ngay tại đây luôn. Còn thử nó sẽ chảy tới đâu, nó chảy tới đây thì đây sẽ là cái đường hopper của chúng ta. Đó, mình sẽ đặt một cái đuốc đi. Đó, chúng ta sẽ có hai cái đường hopper ha. Đó, đây, lắp lại được một chút nữa. Đó, vừa khít luôn, vừa khít cái lỗ, lỗ gì tự biết ha. Đó, rồi. Rồi ha, ta sẽ múc lại đi. Đó. Hiện tại bây giờ là những cái xô nước này chưa cần tới đâu. Đó. Ta sẽ làm một cái xô nước chỉnh cũ ngay tại chỗ này. Đó. Đây. Rồi ok, múc lại. Lắp lại đi. Đó. Ta chỉ cần xô nước thôi. Đó. Rồi. Bây giờ thì mình cần phải bao bọc lại tất cả chỗ này. Đó. Cho
người ta cần phải gọi là lắp đất vào nữa. Cộng thêm cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ không thể nào cắm đốt ở đây được, bởi vì nghĩa là nước nó có thể phá được đốt ha. Đó. Nước nó có thể làm hư nha, nói chung là phá những cái đốt của chúng ta, cho nên là mình không thể nào mà mình đặt đốt ở đây được để cho là nó sáng lên để mà không cho quá spawn ra. Vậy thì chúng ta sẽ cần phải làm gì? Chúng ta sẽ không phải xuống địa ngục một chuyến để lấy những cái khối phát sáng, khối đá phát sáng đó, nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất là nhiều trong cái việc thắp sáng cái rừng cây này ha. Em cát nó cứ kêu hoài luôn á. Rồi bây giờ phải lấy đẻ lên, không mẹ mà xuất hiện để bắn cho dài viên đạn rất là mệt lắm luôn á. Không thục cho dài cái, thục cho dài khẩu pháo là chết luôn. Rồi mình sẽ cố gắng mà lấy cái này thiệt là nhiều. Đó, ta đi về đi lên trên đó thắp sáng cái chỗ cũ của chúng ta. Đó, không thể nào cắm đốt được. Thành chịu thôi. Nó quay trở lại rồi đây ha. Thì lúc nãy là ở đây xuất hiện một em zombie nè, một em Reaper và một em nhện. Đó, ta đi ngủ một cái mới được. Là do mình không cắm đốt á. Đó, cho nên thành ra là em xuất hiện nha. Đó. Cái lúc về mình tới trời, nói chung là cái lúc mà quay về thì mình đã cái trời nó tối mất tiêu rồi. Đó, cho nên là chúng ta không thể nào tránh khỏi được cái chuyện mà mấy em quái mấy em xuất hiện trên đây ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đo đạt kích thước cái. Mình sẽ đo từ cái chỗ đường nước này. Đó. Đây là 8, bên đây cũng là 8. Vậy thì ta sẽ 8 với 8 là 16, 16 mà cộng thêm 2 nữa là bằng 18. Thì cái này là 18. 18 ta sẽ chia như thế nào đây? À. Giờ thì ta đây, mình đã có cái bộ phát sáng này rồi. Đó. Trời ơi cái gì vậy ông ơi? Ông gáp cái gì? Điều khiển kiểu gì vậy? Rồi. Ta sẽ gáp lại những cái này thành khối. Ta bược 45 khối. Giờ thì mình đang tính như thế nào đâu, mình sẽ phải tính toán như thế nào đó, thật là bằng á, nói chung là mình phải tính toán như thế nào đó để mà đặt những cái đèn này thật là cho nó hợp lệ một xíu, chứ đặt mà hai chỗ thì sáng chỗ thì không, nhìn nó kỳ lắm. Ồ, có một bé phù thủy nè, chém cái bé phù thủy là cái bé dài nhất, bởi vì bé nó có thuốc màu máu á. Hả, nhưng mà dài cái nào cũng dính vào cái máy này cũng chết rồi thôi. Đó, bé đó đã chết rồi ha. Đó. Ồ, Reaper rất là nhiều. Reaper rất nhiều. Đó. Rồi, để xem nào. Ta sẽ đi xuống dưới đây. Đấy, ta xuống dưới đây. Ây da. Em zombie này. Em này là từ trên đó gấp xuống ha. Đó, mình đánh em gấp xuống. Nó sẽ làm cho mình một cây cuốc chim. Rồi, một cây cuốc chim để đào ra, lấy cái bàn chế tạo lại. Nãy đi xuống dưới địa ngục mình đem theo bàn chế tạo ha, nó hơi ẩu xíu nhưng mà thôi kệ, với số lượng đá phát sáng này mình nghĩ là chắc không đủ rồi đó. Đâu để ta coi thử coi, vì cái hàng ngang là 18, vậy thì ta cần phải đếm ở đây nữa là bao nhiêu chứ. Cái hàng ngang này nè là 18 đúng không, vậy thì ta sẽ đếm ở đây là thử là bao nhiêu. 1, 2. Cái hàng này là 22 nha, cái hàng dọc này là 22. Rồi 18 chia 2 được đúng không ta? À, vậy mà bây giờ mình sẽ bắt đầu lắp từ chỗ này đi. À, cái nào gớt thì kệ luôn nha, cái nào mà gớt thì bỏ luôn ha, không cần thiết đâu. Cái số lượng đá của chúng ta ha, ở nhà vẫn còn rất là nhiều. À, nếu cảm thấy cần thiết có thể đi farm luôn ha, farm ngay chạy ngay chỗ mà chỗ gì nhỉ, cái chỗ mà máy farm đá của mình đó. Đó, ngay chỗ máy farm đá của mình nha, nếu cảm thấy cần thiết cái việc đi thẳng tới chỗ đó farm luôn, đừng lo. Đó. Rồi tôi sẽ cắt ra hai ô, tôi sẽ cắt ra hai ô tôi đặt như thế này, còn cái ô mà đường hopper đó, rồi đây là đây sẽ là cái đường hopper, thì ta có việc để đại vậy hay là kệ bà đi không sao đâu. Đó, ta sẽ né những cái đường hopper ra. À, cái chỗ này thì ta có việc cách ra hai ô đi ở đợt của ta. Bây giờ mình sẽ thử xem là chúng ta có thể đặt được 4 ô một lốc hay không ha. Chúng ta có thể được đặt, mình sẽ thử đặt 4 ô như này. Không, mình cách ra 4 ô cái mình đặt một khúc gì đó thử coi là nó có đủ hay không, không nó có hợp lý hay không ạ. Nếu như mà đặt như thế này á thì nó sẽ bị lẻ, nó sẽ bị dư. À, nó sẽ bị lẻ một chỗ này. À, thì bây giờ một ta chọn cách đó là một là đập ra, hai là mở rộng cái tiếp. Thì riêng mình sẽ chọn cách đập ra.
luân hồi lại cho ngu dại gì ha, mà mở rộng ra chân á, mở rộng ra cho mất thời gian thêm đi làm gì hả? Cho nên thời gian là ta sẽ đập cái này ra hả, và ta trắng lại một đường luôn cho nó gọn. Hiện tại bây giờ cái cơ sở của chúng ta vẫn chưa đủ khả năng để mở rộng ra, thì có đủ khả năng mở rộng ra vẫn đủ, nhưng mà có điều là nó không được nhanh lắm, nó rất là chậm chạp. Nhưng mình là một người không thích tính chậm, với lại mình là một đứa gọi là không thích chậm chạp cho lắm, cho nên là mình sẽ không, mình sẽ gọi là làm những cái gì mà gọi là dự sức hơn mình thôi đó. Chúng ta có thể dùng cuốc sắt để mà đào, nhưng mà có điều thôi là cuốc sắt chúng ta bị giới cho một rất là khan hiếm đó, cho nên là chúng ta không thể nào mà dùng cuốc sắt mà đào một cách tự nhiên, giống hệt như là mà cái đó giống hệt như một quà, giống hệt như là sắt là rác rồi đó, muốn dùng là dùng đó. Cho nên thành ra là nó hơi khó khăn với ta một xíu. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đặt những cái đèn phát sáng này, còn những cái đèn phát sáng còn lại vào trong cái chỗ này. Mình đã đặt xong hết tất cả những cái đèn vào trong đây rồi đó. Vậy là chúng ta yên tâm về cái việc mà mấy em quái xuất hiện ha, mấy em quái sẽ không còn xuất hiện đâu đó. Tôi ném cái này đi đi đó. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ phải tiếp tục ước tính về cái việc là mình sẽ trồng một cái cây ở đâu đó. Mình sẽ cắt vào hai ô, cắt ra hai ô, mình sẽ trồng một cái cây đó. Nào mình sẽ bắt đầu từ điểm này vào đây hả, hay như thế nào hay sao hả? Nếu mà mình bắt đầu từ đây nè hả, mình sẽ né cái chỗ đường nước này ra hả. Cái đường nước này là hai nè, khoan chờ chút, ta phải đo bằng bên này mới đúng, và bằng này nó sẽ hợp lý hơn. Bây giờ đơn giản là chúng ta có những cái thứ gọi là chặn chắn lại hả. Rồi ta sẽ quy định đây là một, đây đây chính là cái chỗ cái cây của chúng ta đó. Mình sẽ cái việc mà cách ra hai ô mà chúng ta đặt một cây à, cái cách ra hai ô không cần biết là sao, chứ cách ra hai ô là đặt một cái cây ha, đặt một cái mầm. Và đây là cái máy farm mầm chứ không phải là cái máy farm cây đó. Ở đây thì nó bị lẻ ba ô, lẻ ba ô chỉ thôi, mình nghĩ là mình bỏ luôn đi à, lẻ ba ô này thì thôi kệ luôn ha, để đại luôn cũng chẳng sao cả. Đó, nhưng mà nó bị lẻ ba ô kệ đó, kệ đó, ta cái gì để đại luôn không sao cả. Rồi ta đi ngủ một cái, chỉ mới có ngày 81 thôi, ta ngủ một cái là sẽ qua ngày 82 liền đó. Ngày 82 nè đó. Đó thì mình cứ nghĩ là sẽ farm cho đến khi đủ ngày 100, nhưng mà mình nghĩ là thôi làm vậy thì nó hơi chát. Video trước chả có gì đặc sắc cả, video này mà cũng không có gì đặc sắc là thôi cũng nghĩ luôn đó. Bảy rồi, bang cắt ra hai ô à, vậy đi. Rồi vậy là chúng ta sẽ có một thứ như thế này đó. Đây là cái chỉ là một cái tạm thời thôi, thì sau này chúng ta sẽ mở rộng nó ra đó. Nhưng khi mà chúng ta có đồ xịn rồi, chúng ta sẽ tha hồ mở rộng nó ra ha đó. Đồ xịn, đồ ngon và giàu nữa, vừa giàu vừa ngon, đồ xịn các thứ. Mình đã lắp đất toàn bộ ngay chỗ này rồi ha. Đấy. Và bây giờ cái đường này, đây, ngay chỗ hai cái đốt này sẽ là một cái đường hopper dài, thật là dài luôn. À, nó dài sẽ đâu nhỉ? Dài tới tận đây à? À, dài tới tận đây luôn nha. À, và tất nhiên là mình không đủ sắt rồi. À, thế là sao? Chúng ta cần phải đi giết cô lầm thôi. Mà cô lầm thì sao? Cô lầm thì lúc không phải lúc nào nó spawn ra. À, thế là cho nên là chúng ta rất là khó khăn trong việc đó. Thì hiện tại giờ mình sẽ kể bạn nghe một câu chuyện như thế này, đó là như bạn đã biết ở khúc giữa hay là như thế nào đó của video đó, mình đã nói là ở trong cái video này mình đã nói là mình đã bị mất ngủ nguyên cả ngày nay, mình bị mất ngủ nguyên cả tối ngày hôm qua, chứ là mất ngủ nguyên cả tối ngày hôm qua đó, được chưa? Cho nên bây giờ hay là cơ thể mình bắt đầu nó hơi kiểu như nó có dấu hiệu của sự buồn ngủ, mặt mày bắt đầu đơ đơ và con mắt bắt đầu liêm diêm các thứ rồi ha. À, mặc dù bây giờ chỉ mới là 8 giờ thôi. Có thể là bây giờ mình sẽ tắt máy tính rồi mình đi farm tiếp. Trời ơi, có hai cái video thôi mà làm hoài không xong. Mình có một cái video đã quay xong rồi bạn, quay xong từ lâu rồi, quay xong khoảng 2 ngày trước. Đó là cái video Minecraft sinh tồn 1.16 á. Chẳng có gì đâu, mà hình như mình cảm thấy hình như là
ở trên kênh mình nó rất ít người kiểu như là mặn mòi với vụ mà Minecraft sẽ tồn 1.16 rồi phải. Hình như là không có thấy ai hứng thú với việc Minecraft sẽ tồn 1.16. Đúng rồi, làm với ai ai đâu xem. Ok. Cái ai chém gì đó đủ rồi, bây giờ mình sẽ gọi là gì nhỉ? Chắc là mình sẽ đi xuống mình farm golem thôi các bạn ơi. Chứ mình không thể nào mà mình gọi là gì vậy? Mình farm golem thôi chứ mình không thể nào mà mình đứng trên đây mà mình đợi đứng trên đây rồi mình nói nhảm vậy rồi sau đó đợi cho hết 100 ngày sau đó rồi có thú video được vậy nó hơi xàm. Ok. À. Mình nghĩ chắc có thể là mình sẽ tắt bia, mình sẽ mình nghĩ là mình sẽ tắt máy và mình đi ngủ nha. Mình có nên tắt máy mình đi ngủ không ta? Sáng mai chúng ta sẽ chơi tiếp. Sáng mai chúng ta sẽ tiếp tục với video. Đó. Mình đang có ý định đó. À, chúng ta có nên không nhỉ? Rồi chúng ta sẽ ném tất cả những cụm tên này đi. Mũi tên chơi lộn, cụm tên quan trọng ném gì. Ok. Ồ, chúng ta có mầm cây sẵn trong người luôn nè. Rồi sẵn tiện để chúng ta trồng luôn. Sẵn tiện để mình trồng luôn mà. Đó. Ok. Tiện để mình trồng luôn ha bạn. Đó. Mình trồng luôn. Rồi chúng ta cần phải nói thêm. Chúng ta còn phải nói một cái đường đá đỏ thiệt là dài tới đây nè. Đó. Chỉ để kích hoạt đường nước. Trời ơi. Em ok, hiện tại giờ mình đang rất là cần cung, mà mình đang rất là cần cung. Mình có thể đi trao đổi với mấy anh dân làng hoặc mình có thể tự chế tạo hoặc là ngồi đây chém mấy con skeleton cho nó gớt cung ra. Đây nó gớt cung rồi nè, nó gớt cung cái cung của mía đâu hả. Rồi ta sẽ ok đâu để xem nào, hôm nay là ngày 82 rồi, để cho mình sẽ pha một chút đi bạn ơi. Mình sẽ cố gắng mình farm một chút thật là nhiều cung tên để mà mình chế tạo cái điệp binh sơ này. Ok, mình nói tiện đó là mình sẽ song song nha, mình vừa farm quái mà mình vừa farm sắt luôn. Nói vậy đi cho nó dễ, vừa farm quái mà cộng xen kẽ vừa farm sắt luôn, hai cái luôn đó, cho nó đủ hopper bạn ơi. Ông quen một cái đường hopper dài thòng lò như là ở thì mấy ông cứ tính đi cái dài tới cỡ nào. Ok. Rồi thì chỗ này sẽ đặt cái gương này. Chỗ này sẽ là cái gương. Rồi ok. Rồi. Giờ thì farm thôi. Ta đã quay trở lại rồi đây. Và mình vẫn chưa farm đủ bạn. Hay. Đó, ta đã quay trở lại và đâu để xem nào. Đây. Như các bạn đã thấy vẫn chưa đủ. Đấy. Và mình cũng đã sử dụng thêm những cái tơ nhện đó. Mình cũng đã sử dụng thêm những cái tơ nhện của những bé những cái tơ của những bé nhện, những cái cọng chỉ của bé nhện ha, để mà chúng ta làm thêm những cái cung để gọi là làm cái điệp binh sơ luôn cho nó may, cho nó nhanh các bạn, cho nó nhanh đó. Nhưng mà vẫn không đủ đó. Chỉ có cái việc đó là làm cái điệp binh sơ này thôi mà đã không đủ rồi đó. Thì farm sắt còn lâu tới cỡ nào đó. Cho nên bây giờ đâu, ngày hôm nay là ngày 83, mình sẽ quyết định làm cho mình một cái máy farm sắt luôn đó. Ta sẽ làm cho mình một cái máy farm sắt đó. Và tất nhiên là cái máy farm sắt này á, thì nó cần phải có sự góp mặt của em zombie. Ok. Ây da, em zombie bị đốt cháy rồi. Em zombie đi ra đi. Chúng ta cần phải có sự góp mặt của một em zombie trong đó. Một cái nữa là chúng ta cần phải lock slab rất là nhiều. Chúng ta cần lock slab rất là nhiều ở xung quanh đây. Để làm gì? Để tránh cái tình trạng đó là em Iron Golem spam ra ngoài. Em ấy chỉ được spam ngay trong cái máy farm đó thôi, chứ em ấy không được spam ra ngoài. Em ấy mà spam ra ngoài ha, rất là phiền phức ha. Đâu rồi, để mà xem thử. Ngày 83 rồi, bây giờ mình sẽ thoát ra như thế này. Mình lên YouTube mình xem thử cái cách làm máy farm Iron Golem trong phiên bản mới nhất. Có một cái cách làm rất là
có một cái cách làm nó rất là mới lạ. Nói chung là cái cách làm nó thì chúng ta cần phải lót slab thôi đó. Ok rồi, mình quay trở lại rồi đây à. Thì mình đã xem sơ sơ cái cách làm máy farm đó ha, và nó cần khá là nhiều nguyên liệu. Ok, nó cần khá là nhiều nguyên liệu à. Nói chung là nó cần khá là nhiều slab, và nó cần một điểm đó là nó cần vận chuyển dân làng à. Và bây giờ mình xin nói với bạn luôn là bây giờ mình cần phải đi ngủ bạn đó, chứ nếu không mà mình tiếp tục mình thức á, là mình sẽ bị thức trắng luôn bạn đó. Bởi vì đơn giản là ví dụ như cái này nó liên quan tới sinh học một chút. Tức nghĩa là nếu như các bạn thực hiện cái chế độ đi, cái chế độ ngủ của bạn là 7 giờ các bạn sẽ đi ngủ đúng không? 7 giờ bạn sẽ đi ngủ. Ok, thì cái cơ thể của bạn á, nó sẽ tự động biết á, à là thằng này á là nó muốn đi ngủ vào 7 giờ rồi, vậy tao cứ căn cứ 7 giờ là tao làm cho cơ thể tao rã rời ra để thấy là tao đi ngủ. Đó, cái cơ thể bạn nó tự động hiểu vậy đó. Ok. Đó, nhưng nếu như bạn ví dụ như nếu như mà bạn buồn ngủ vào lúc 7 giờ cho bạn cố gắng bằng thức cho tới 9 giờ liên tục khoảng 1 2 3 4 ngày đó đúng không? Thì cái cơ thể bạn nó sẽ tự động à thằng này nó muốn ngủ trễ nè, nó muốn ngủ vào lúc 9 giờ vậy thôi tao cái điểm. Bơm năng lượng vào trong cơ thể nó cho nó tỉnh táo xíu cho tới tận 9 giờ đó, kiểu vậy đó. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ thoát game. Rồi. Hẹn gặp lại bạn giờ ngày mai. Giờ má coi cái video làm mà không xong. Ok, ta đã quay trở lại rồi ha. Rồi, vào. Giờ thế giới này không có gì. Hả? Đây, bây giờ là 12 giờ à, hiện tại bây giờ mình mới có thời gian đấy, mà thời điểm hiện tại bây giờ nó mới thích hợp để quay nha à. Rồi ok. Ê à, cái cây này nó lớn nè bạn à, nó lớn lâu rồi chứ không phải mới lớn nè, lớn lâu rồi đó à, 4 cạc mầm ra được cây chà bá luôn đó à. Nhưng mình hơi, nhưng mà nhớ hơi lùng không ta, hơi lùng không ờ à, đúng rồi hơi lùng, cây nó hơi lùng nha. Rồi thì mình gọi là có xem cái cách gọi là làm cái máy farm đó rồi. À, thì đầu tiên là mình xem cách máy farm của một anh tên là Mờ Xí Linh, chào nó bán kênh ha. Ông Mờ Xí Linh ông bán kênh này, ông trong mà tên là Mờ Xí Linh á, ông bán kênh này đó. À, còn cái thứ hai mình coi của cái ông gì mà gì AR Ren cái chống ồn gì đó, tôi trùng tên ổng mình không nhớ rõ lắm ha. À, thì nói chung hai ông đó nói chung hai người đều hướng dẫn xây một cái máy farm rất là đơn giản ha. À, nhưng mà cái máy farm của ông Mờ Xí Linh thì mình có thể xây thử à, mình xây thử ở trong một thế giới khác và có thay đổi một xíu thôi nha, có thay đổi một xíu nhưng mà vẫn không có Iron Golem ở à, cho nên mình quyết định mình xây theo kiểu của cái ông YouTuber kia và nó cho Iron Golem khá là nhiều à, cho nên hình như là mình sẽ quyết định xây cái đó ha. Nhưng và tất nhiên thì cái đó thì cái máy đó nó cũng rất là đơn giản, nhưng mà có một điều phiền phức đó chính là cái khâu vận chuyển dân làng đi lên á, nó hơi phiền đó, cho nên hình như là chúng ta sẽ mất khá là nhiều thời gian để làm cái máy farm này nha. Không ngại nhiều rồi, ngày 83 đúng không? Rồi trong lúc làm cái máy farm này mình sẽ cố gắng mình ngủ nha bạn đó, mình ngủ cho nó qua ngày đi, thì cứ tới ngày 100 lẻ lẻ đi, mệt lắm rồi, thì tới ngày 100 lẻ lẻ càng nhanh càng tốt luôn, mệt dữ lắm luôn đó. Rồi giờ ta đi vô địa ngục cái lấy cắt linh hồn thôi chứ không có gì hết á. Rồi ok, ta đã thấy vùng đất linh hồn rồi ha. Đó, trời ơi, tính ra tụi nó giờ hay là tôi chạy một vòng á, tôi chạy tiện vòng cái nè. Nó không mất gì đâu, tầm gần 5 phút à. Ờ, gần 5 phút chỉ để tìm các linh hồn nữa. Rồi ta lấy nhiều đại đi, để sau này có làm gì cũng làm luôn. Đó. Sau này có làm gì cũng có cái để mà làm ha. Đó. À, đất linh hồn mà. Ồ. Đó, đất linh hồn. Đó. Lượm về chơi thôi chứ không có gì chứ. Đó, lượm về chơi thôi. Rồi ta đi về. Ta đã về tới nhà, thì trời cũng bắt đầu tối. Giờ cái em Salam này muốn gì hả? Em Salam này muốn gì hả? Sao hả? Đó. Em thạch này nè, thạch dừa nè đó. Thấy không? Mình sẽ gọi cái con này là thạch dừa nha bạn. Đó, mình sẽ gọi cái con này là thạch dừa nha. Đó, bởi vì à, ông ỷ Thiên TV ông gọi cái con đó là kẹo dẻo rồi. Nếu mà mình gọi là kẹo dẻo nữa sẽ bị đụng hàng ha. Mà đụng hàng như vậy thì nó sẽ gây ra một số cái phiền phức không đáng có, cho nên thành ra là ta sẽ gọi nó là thạch dừa đi. Đó, ta sẽ gọi con đó là con thạch dừa. À, đây là mấy bé thạch dừa của chúng ta. Rồi đó, xong ha, anh đã chết rồi đó. Trời chiều luôn rồi đó, chiều tối luôn rồi đó, chiều tối ta đi ngủ ha. Đó, xây cái máy farm này tốt nhất chúng ta nên né bữa tối ra. Đó, khi nào mà chúng ta định bắt một em zombie nào đó thì chúng ta mới thức dậy vào buổi tối ha. Ok, cẩn thận xíu, cực khổ lắm mới lên được 65 cấp đó. Rồi chết cái lãng xẹt nó thôi, bực lắm luôn á, thiệt chết lãng xẹt cái nó mệt lắm luôn á, thiệt thấy mà ghét.
chết chết gì đâu, chết lăn xẹt té chết nè hả, rồi bị xà lam đánh chết nè. Không, video này ha toàn là bị té chết không à, té chết không á, chứ không có bị xà lam nào đánh cho nó nhảm nhí, không nhảm nhí dễ sợ luôn. Rồi bây giờ tao sẽ gắn những cái hàng rào vào đây hả, mình sẽ gắn thử đây, mình sẽ gắn thử vào đây trước ha hả. Nãy kỳ cục ghê luôn á, nãy là gì ta không có bàn chế tạo đó, tao phải đi xuống tao làm cái bàn chế tạo một cái tao đem lên đây nè, nó mất thời gian chút đó, nó hơi mất thời gian xíu à. Ok rồi, bây giờ tao sẽ đem, mình sẽ đặt nó như thế này, cái này không biết nó rộng bao nhiêu nữa đó. Nãy mình cũng quên đếm nữa, cái sàn này nó chỉ có 3x3 thôi, nhưng mà mình muốn cái năng suất nó cao hơn á, cho nên là hay là mình quyết định mở rộng nó ra theo xem thử như thế nào. Và mình cũng đã thử thí nghiệm luôn ha, mình cũng đã thử nghiệm luôn á, là mở cái sàn 3x3 sẽ nó sẽ như thế nào đó, thì vẫn hoạt động bình thường á, vẫn hoạt động bình thường không có gì hết đó. Không, mở rộng hơn 3x3 thì xem thử như thế nào thì nó vẫn hoạt động bình thường ha đó, không vấn đề gì hết, cho nên là mình quyết định mình để luôn đó. Ok, trời tối nữa rồi, hôm nay là ngày 84 ở kia, trời ơi gì vậy, kỳ cục quá vậy, vô duyên thế họ sao luôn, đồ của người ta mà kỳ cục quá. Không sao, chúng ta vẫn còn rất là nhiều đá, đừng có lo. Ok, thiệt tình luôn á, tự nhiên đi làm cái series này chưa biết nè, 100 ngày thôi là được rồi, mấy tự nhiên đi quất cho tới 1000 ngày, thiệt tình chứ, đúng là tham lam. Thôi ngủ cái đi, thôi quái nó spawn nó đập sắp mặt đó. Rồi ta đã xong cái phần sàn rồi, bây giờ ta phải cần phải đi xuống cái chỗ xuống đã mất tiêu rồi, trời ơi của tôi đâu ở đây đó. Đào quá luôn á. Rồi ta sẽ xuống dưới đây đó. Cái phần cầu thang này ra cái gì để đại đi ha, để dụ em zombie vô đó. Đâu ok, chỗ này ta sẽ đặt như này. Ok rồi, theo như lý thuyết là như thế này à, là em zombie em sẽ mình sẽ dụ em zombie đi vào đây đó, ta sẽ gọi là sống khoai với em, để cho em đánh vài đòn, để cho em zombie em đánh mình vài đòn đó, nó ta sẽ nhanh tay nhanh chân, ta phóng ra rồi ta phóng ra như vậy, ta đánh em vài cái thôi, ta đánh em bụp vài cái, em bay vậy, ta đóng cái này lại đó. Em bị gớt vô đó, ta đóng lại vậy, em kẹt trong đó luôn đó, em bị kẹt trong đó luôn ha. Đó, cái đó là lý thuyết, theo như lý thuyết là vậy. Ok rồi, xong rồi. Rồi bây giờ ta sẽ tới cái khâu khá là cực, khâu này là cái khâu gọi là vận chuyển mấy bé dân làng lì lợm lên trên đó. Bây giờ mình sẽ chọn một cái nơi để mà tiếp cái bé thạch dừa này đi ra coi, kỳ cục luôn á. Thạch dừa nè đó. Giờ thì ta cần phải đưa mấy em dân làng lên đó ha. Một là ta sẽ sử dụng cái xe mỏ, hai là ta sẽ đẩy mấy em lên bằng cắt linh hồn và cho mấy em gớt gì đó. Và tất nhiên cái cắt linh hồn nó sẽ rất là lâu lắc, mà bằng cái cách mà cái gì vậy, còn nếu như mà sử dụng cái cách gọi là xe mỏ đó thì nó hơi bị tốn nguyên liệu xíu. Ok, chạy. Rồi nói chung là theo mình, như mình thấy là mình sẽ sử dụng cái xe mỏ đi ha, xe mỏ cho nó dễ bạn ơi, chứ bằng cái cách đường nước đẩy em tới để em lôi, để em xô, để em gượt mệt lắm đó, chỉ cần đẩy em vô cái xe mỏ cái là xong rồi đó. Rồi ta sẽ vô đây, ta tìm một anh số anh ra, một hay hai anh golem gì đó, ta giết con cái. Ủa nhớ hai anh lần mà à, đây hai anh golem nha. Ok ta sẽ ở đây ta giết vài anh golem để ta là kiếm sắt, ta làm cái đường gây, sẵn tiện làm cái hopper luôn. Mình đang ở trong địa ngục và ở đây là chúng ta ở đây để làm gì thì lấy vàng ha đó. Chúng ta sẽ làm một vài cái đường gây tăng tốc đó, mình đã có tới tổng cộng 32 cái đường gây rồi đó. Hên nói chung là hên đó, vì tại sao, bởi vì đơn giản là chỉ cần chúng ta có sáu cục sắt thì chúng ta nó sẽ cho chúng ta tổng cộng là chỉ cần là 6 cục sắt thôi là chúng ta sẽ có được 16 cái đường gây ha. 6 cục sắt là chúng ta sẽ có được 16 cái đường gây đó, nói chung nó cũng khá là lời đó, khá là lời chứ không có lỗ ha. Rồi bây giờ ta chặn đường lại như thế này đó. Rồi ta chặn ngay chỗ này luôn đi đó.
chặn lại như thế này đó, để đảm bảo là không có bất kỳ một em bitlin nào có thể nhìn thấy được chúng ta đào vàng. Thật ra thì mình đã thử cái cách này rồi, nói chung là vẫn bị ăn đập như thường thôi, nhưng mà thôi, phòng hờ phòng tránh đây đúng không, kiểu như là phòng tránh nó lại đó, để vậy luôn đi, nó trường lỗ ra để mà kiểu như là thấy được thấy sáng vậy. Thôi kệ đây, đóng lại luôn đi. Rồi đó, đào cái đống này ra. Ờ, có tiếng rồi đó, có tiếng rồi đó, có tiếng rồi đó. Ờ, có tiếng té bạch bạch rồi kìa, đó. Thấy chưa, mấy em đó la ghê chưa. Ồ, thấy la ghê chưa. Ồ, nói chung là vẫn bị ăn đập bình thường ha. Các bạn chặn lại cái nào các bạn, bị ăn đập bình thường thôi. Đó, đó có rất nhiều bé đang ở bên ngoài kêu gào thảm thiết. Tại sao mày cướp vàng của tao, đó. Tại sao mày lấy cướp vàng của tao. Đó, các kiểu con là điếu. Ồ, đó đó đâu, khoan khoan để mình đào cái khúc này ra cái để xem thử là mấy em đang tức giận hay là mấy em đang bình thường. Đâu bình thường phải không? À bình thường, bình thường. À thì là chúng ta sử dụng cái cách này được, sử dụng cái cách này được. Rồi thì mình sẽ lấy một ít vàng cho bản thân để mình làm cái đường dây tăng tốc, để chúng ta có thể vận chuyển những bé dân làng thế đi lên trên ha. Chứ không thể nào mà sử dụng cái đường dây bình thường được, phải có cả đường dây tăng tốc trong đó nữa. Ta đã quay trở về rồi đây đó. Và mình chế tạo được đâu, đâu để ta xem thử. Đó, mình được 10 vàng thì ta chế tạo được 6 cái. Chúng ta chế tạo được có 6 cái thôi à. Đó. Tại sao lại không đi khai thác thêm? Thì đơn giản bởi vì cái em gas đó ở trong cái địa ngục đó, em gas đó em la ghê quá. Em cứ gên kỹ ghê gớm, ghê quá, cho nên thành ra mình không dám ở lâu đúng không? Cho nên là ta tranh thủ ta đi về trước đúng không? Ai biết được em sẽ làm gì đúng không? Lỡ như ha, em đang thất tình cái gì đó, em quạo quạo lên, em gặp ai em cũng bắn hết trơn đúng không? Ví dụ như bữa nay bị bồ đá đi đúng không? Gặp ai cũng đánh, gặp ai cũng bắt hết trơn á. Rồi mình đi ngang á, bắn cho cái đùng rồi xong, thế là mình chết luôn. Chết mà chết, chết không thì đừng có nói, chết xong rồi mất cách nè, mất 65 cấp rồi mất đồ nữa, mệt lắm đó. Nên là ta thôi, ta phòng tránh, ta phòng tránh trước ha. Đó. Rồi chém em này cho đi. Đó. Ta sẽ lấy anh Golem này không để mà ta làm một cái xe mỏ, tiếp tục lấy sắt của anh Golem này để lấy để làm một cái xe mỏ nha. Có 3 sắt thôi à, không đủ, không đủ. Để làm một cái chiếc xe mỏ chúng ta cần tới 5 sắt lận, vậy chúng ta phải đợi thêm một anh Golem để xuất hiện rồi ha. Đây một chiếc xe mỏ rồi, vì số lượng sắt của chúng ta có hạn cho nên chúng ta chỉ làm được một cái thôi ha. Vận chuyển từ từ, vận chuyển từ từ thôi. Rồi bây giờ ta sẽ mở cửa cho một số em dân làng bước ra chứ. Nè. Ây, tại sao đi ra ngoài? Cái em pha chế thuốc đó. Ok đi, em lỡ em đi ra ngoài rồi cho em đi ra luôn đi. Em chết em gán chịu. Cùng lắm mình tìm kiếm đồng em khác ha. Có gì đâu, không cùng lắm là ta tìm được em khác thôi. Đừng. No. Đúng rồi. Yeah. Rồi ta đã vận chuyển được một em lên đây. Bây giờ ta sẽ gào trắng cái này lại. Đó. Nãy hình như là có một, nãy là mình đẩy đẩy một em lên đây nè. Nói chung là đẩy em lên đó, cái em thuộc xuống. Cái mình họ không biết là nó bị gì, nó chắc là bị dướng hay sao đó, mình mới đào ra. Bởi ai ngờ đâu xuống lúc phát hiện là má ơi, chưa có đặt đường cây nó đi mà lên cho được. Đi xuống luôn à, trời ơi ngoan vậy, ngoan quá luôn á. Ôi sao bữa nay ngoan như vậy, thường ngày ly lắm mà, kỳ vậy ta. Ok, ta cần phải đi qua đây, ta lấy được cái xe mỏ cái ha. Rồi, ta cần phải hai em nữa, rồi. Đó, thì mình cứ việc làm như vậy cho với là làm cái bước như vậy đối với hai em còn lại ha. Ok, trời tối luôn rồi, ngủ cái coi. Đó, cái máy farm này hiện tại vẫn chưa hoàn thành các bạn. Hiện giờ vẫn chưa hoàn thành. Đó, chúng ta phải đổ cho nó nước nó cao thêm 2 lốc nữa hay sao sao đó. Rồi bây giờ chỗ này. Chỗ này thì mình sẽ đào ra, mình sẽ cần một cái hopper ở đây. Đây ta sẽ đào.
sẽ đào ra chỗ này, rồi đặt một lốc ở đây, lấy một cái gương, rồi mẹ cái gương đâu, rồi phải đi xuống làm một cái gương nữa rồi thiệt tình chứ. Em ra làng nó đâu ra vậy? Em đi ra nghe, tôi không có cần em, tôi đã đủ rồi. Không, đâu, đếm lại coi. 1, 2 nè. Đâu, em thứ 3 rồi. Ồ, tổng cộng là có 3 em nha. Rồi, ta đã đủ. Đủ số lượng cần dùng. Rồi, giờ ta sẽ đào cái chỗ này ra. Nó, ta đào chỗ này ra cái. Đó. Rồi, hopper đâu? Ta sẽ lấy hopper. Ta lắp vào. Đó. Rồi, thêm một cái hàng rào rồi. Nè. Rồi, ta lắp lại. Đó, giờ ta sẽ lắp cho cái hàng rào này nó cao lên, ta còn là 3 lốc. Đó. Rồi em dân làng nó chạy đâu lông nhông mà đó vậy. Zombie đánh nó nghèo. Bây giờ ta sẽ thực hiện cái công việc đó là đặt những tấm bảng ở trên đây. Đó. Ta đặt những cái tấm bảng ở đây ha. Rồi, đây một cái nè. Đây một cái. Và đây một cái. Rồi. Đó, rồi ta đi xuống cái. À quên. Mình còn cần một cái số lava nữa. Trời ơi. Đáng chí cực kỳ luôn, không có sao lava làm sao mà giết được con hơi sắt được. Rồi ta phải đi lấy sao lava một chiến rồi. Rồi ta đảo này ra. Rồi gãy luôn. Gãy nguyên cái cuốc của chúng ta luôn. Rồi ta đổ đây coi coi thử nó có chảy ra không. Rồi, thành công, không chảy. Rồi, ta cần làm một cho mình một cái cuốc chim nữa ha. Ô, trời tối luôn kìa. Trời tối thì chúng ta phải cần phải dụ một em zombie. Hả? Chúng ta sẽ ném một món đồ nào đó cho em đi. Mình sẽ ném đại một món đồ nào đó để cho em cầm. Để cho em đừng có bị despawn. Đây em, hãy cầm đi. Cầm đi. Ừ, hay lắm, em ấy đã cầm rồi. À, lên đây em. Lên đây em. Theo anh nè em, đúng rồi, theo anh nè. Đố anh bắt được em. Đố anh bắt được em. Đố anh bắt được em. Rồi ta đè xếp một cái. Lên đây. Ây đừng. Ây phải rồi. Đúng rồi. Ta nhanh chóng lên cho nó. Nhanh chóng lên cho nó. Đi. Đi vào. Đi vào nhanh lên. Ây rồi xong chết luôn. Khốn nạn. Rồi xong. Mất cái điểm chết boy luôn. Khốn nạn thiệt chứ. Oh no, đừng. Thôi kệ cho nó quýnh chết luôn đi. À. Rồi, ta sẽ game mod game mod 1. Ok. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ TP lại chỗ đó của mình ha. Chứ mình không thể nào mình tìm được, mình tìm là mình chết luôn á, thiệt luôn. À 643 4 nè. Rồi 1 1313. Ok. Cái này nó hơi ăn gian một xíu nhưng mà thôi các bạn thông cảm mình đi. Cái thiệt chứ lạc. Cái thế giới mà cái thế giới này ha mà bị lạc ở cái thế giới này ha mà lạc một cái thôi là coi như là thôi bỏ đi nha. Thế giới này mà lạc một cái là thôi bỏ, kiến thức là bỏ thôi. Bỏ làm lại thôi chứ không còn cách nào cho. Và mình đã bị như thế này một lần rồi. Đó. Mình đã bị như thế này một lần ha. Đó. Chắc boy ở đây, chắc boy cho nó cái. Không. Đó, nó để là cái gì? Phải đi lấy đồ bạn, mình phải đi lấy đồ nhanh liền, nhanh liền, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên trước khi quá muộn. Oh, oh my god, oh damn, oh damn, oh my god, ôi oh, Ripper ơi là Ripper, oh. Rồi xong rồi. Xong rồi thôi. Thôi, thôi. Ngủ liền. Rồi xong rồi các bạn ơi, con zombie nó mặc áo giáp của mình luôn rồi. Ok, con zombie nó lấy áo giáp của mình luôn hả? Oh, damn Ripper. Má thề luôn. Ô còn sót lại cái đôi giày kìa. Ô đồ của tôi đây nè. Ô trời má nó cầm. Ok em mod ra. Mod survival cái đi. Vô rồi cái đoạn này chết nhảm thiệt luôn á.
Đây là một cái đoạn chết cực kỳ xàm luôn á. Rồi đá của tôi đục tiêu chân luôn rồi. Ôi ôi. Cái cúp nè, cái cúp mất luôn ba chế tạo. Không, ba chế tạo còn. Đường gây. What? Đường gây tăng tốc của tôi đâu? Tao đang vào, tao đang vào, tao đang vào, tao đang vào. Tao đang vào, mày đừng có chọc tao. Trời ơi. Ui, con Reaper khốn nạn thôi, là khốn nạn luôn á. Làm sao ta gào lại như thế này đi ha. Ôi thiệt tình chứ, đây là ngày bao nhiêu rồi, ngày 89 rồi. Ôi ôi, 65 cấp của tôi. Ok, bây giờ mình sẽ đặt cái này ở đây cho tới khi nào mà con đó nó bán xếp mending thôi nha bạn. Má ơi, bị con Reaper nổ chết thì lại con hai ma đánh chết. Cây cứu thế không biết. Thiệt tình đúng cây cứu luôn á. Mấy em này đi ra chỗ khác rồi, tối rồi kìa, về nhà ngủ đi. Nhữ tôi không có cần nhữ. Rồi bây giờ ta còn phải đọc đi rồi đặt lại vậy nè. Đó, tới khi nào mà em bán cuốn sách Medin thôi ha. Ok bạn ơi, nó đã có cho mình ra sửa chữa nè. Rồi, ta đi đổi đồ cho nó liền, lập tức. Đâu, có giấy không? Mình nhớ là mình có giấy. Đâu rồi? Trời ơi, giấy đâu, giấy đâu? What the fuck, không có giấy à? Nếu như mà mình không có giấy, mình không đem giấy mình đổi cho nó sẽ bị despawn ngay lập tức luôn. Ui má ơi, mắc quá liềm. Cái gì vậy, 38? 38 rồi, một quyển sách, sửa chữa. Thôi đi cũ liền bạn ơi, sấm chớp rồi kìa. Sấm chớp thì tụi dân làng sẽ bị đánh trúng ha. Rồi, tụi nó sẽ biến thành phù thủy. Đi ngủ rồi đi. Ôi thôi thôi khoan khoan rồi mình phải à, mình phải chặt cây, mình đi đổi với cái con mà đổi quen được ơi mới được bạn ơi. Vui thì tình chứ cái con này bán cái gì mà mát mắt dữ vậy mày. Thôi giờ mình phải đành chia tay với lại cái mình đành phải chia tay với lại cái cuốn sách sửa chữa đó rồi bạn ơi. Đó, từ nãy giờ mình đi chặt cây á, cũng khá khá đó. Đó, mình đổi con nhân làng á, nó đổi cho mình có một emerald bạn ơi, 32 quẹt, 32 cái gậy mà đổi được có một emerald à. Ôi thiệt tình chứ. Ôi vậy là mình đành phải chia tay với cuốn sách sửa chữa đó rồi bạn ơi, mình không thể nào mà giữ nó lại được rồi. Còn nếu như mà muốn muốn giữ nó lại thì chỉ có nước là gọi là sao nè, muốn giữ nó lại thì cứ cho nước, bây giờ cố gắng chặt cây thật là nhiều nè, nó chặt cây thật là nhiều vừa rồi sau đó chúng ta đi đổi cái que, đổi que trao đổi với con dân làng bằng tất cả những gì chúng ta có ha, để mà chúng ta gọi là lấy cái cuốn sách sửa chữa đó, một cuốn thôi bạn, một cuốn thôi để khóa cái nghề nó lại bạn, không khóa nghề nó đổi cái khác á. Các bạn mà không khóa lại ha, là nó sẽ đổi thành một cái món hàng khác á, lúc đó nó cũ theo hẹp à đó. Nhưng mà mình nghĩ là chắc không kịp đâu nào, bây giờ giả là kiều sắt chặt như thế này vẫn còn rất là lâu á, mình nghi một hơi là nó đổi thành cái khác luôn. Hiện tại vì cái máy hầm sắt vẫn chưa hoạt động được các bạn, nó còn một con zombie, nó còn một con zombie đó, một là bạn đặt tên, hai là bạn ném đồ cho nó cầm, nó khốn nạn vậy đó, mà phải ném đồ cho nó cầm thì nó mới không despawn được đó. Nó khốn nạn ở chỗ đó bạn ơi. Thôi mà mình ức chế nhất là cái đọ cái khúc mà gọi là gì nhỉ, nó gõ mình một cái đúng đau luôn bạn, nó gõ mình một cái mình gớt xuống nè bạn, mình gớt trên cao đó gớt xuống mình còn có xíu máu à đó. Cái tới lúc mà mình không để ý, mình đi lên mình đẩy nó ngược vô, cái nó không đẩy ngược vô bạn, cái nó không chạy ngược vô nó, cái mình mới chơi để chơi cũ mình chạy ngược vô đây nè, mình đợi đi vô đợi cho nó đánh mình vài cái để mình gọi là bay ra nhảy ra thật là nhanh, nhưng mà mình đóng đóng cái cửa lại bạn, không được kịp vô cho nó đánh mình chơi, nó đánh mình văng xuống mình chết luôn rồi bạn ơi. Thiệt tình chứ, bực mình dễ sợ luôn á. Hơn là gọi là mình có quay lại cái tọa độ nhà mình nói chung thôi, hay là lạc đường đã luôn đó các bạn.
Ok bạn ơi, ok. Mình vẫn chưa thể nào chia tay được cái cuốn sách đó ha. Rồi, sách đâu. Hey, chúng ta sẽ đổi với con nhân làng này ngay bây giờ luôn. Sách chưa chữa. Rồi, hên bạn, hên. Rồi, chúng ta có đã phá được nghề của nó rồi ha. Đó. Mình cố gắng, gọi là mình cố gắng mình lấy que này bạn, mình đổi với con nhân làng mà mua que đó. Đó. Mình đổi que với lại cái con là nhân làng mà nó không là con nhân làng mà làm nghề cũng tên đó bạn. Đó. Hên là đủ luôn bạn, hên là đủ luôn nha. Đó. Trời má hên vãi luôn á. Rồi. Ok. Rồi vậy là chúng ta khóa được nghề con nhân làng đó rồi bạn ơi. Rồi má đúng mừng luôn á. Rồi. Ok. Má mừng vãi luôn. Rồi. Má trời mình nó thiệt cho bạn chứ lúc mà mình vừa chặt cây á. Chặt cây đúng hồi hộp luôn bạn. Nghĩa hay là chặt xong đâu khoảng 2-3 cái cây là phải đi lại xem thử rồi nó còn bán không đó. Nếu như mà nó không còn bán nữa thôi chúng ta nghỉ đó như vậy đó. Đó rồi nó mệt đúng mệt luôn bạn ơi. Rồi ok đó, bây giờ là mình phải tìm cách như thế nào đó để mình đưa cái con zombie đi vào bạn, chứ mình không thể nào mà mình để vậy được bạn. Mình để vậy ha nó rất là khó bạn, nó rất là khó để con zombie đi vào được. Thứ nhất là nếu như mà mình để vậy nè, đó là con zombie nó đi vào được, nhưng có điều thôi là mình sẽ bị đánh một cú chí mạng rồi mình té luôn, mà giờ mình không kịp đóng lại cái cửa ha. Đó. Cho nên bây giờ là chúng ta phải nghĩ cách nào đó mà gọi là bao bọc cái zombie lại thế được. Trời má tối luôn rồi ha. Thì mình vừa mới lên YouTube để mà mình xem lại cái cách mà gọi là mà vận chuyển mấy con zombie vô đó bạn. Đó, thì mình thấy là cái anh đó thì anh vận chuyển khá là dễ bạn. Anh ấy cũng đứng y hệt như mình lúc nãy á. Nhưng mà có điều là anh ấy mặc bộ đồ để the dry bạn. Cho nên là cái sát thương mà mấy con zombie nó gây ra nó không được nhiều lắm bạn. Ok. Giờ là mình phải tìm cách như nào đó mình đưa một con em zombie vào nè. Thiệt tình đúng không? Tự nhiên đâu có con Reaper nó spam ngay đây. Bực mình đúng bực mình nổ banh. Nổ banh chỗ này luôn rồi. Ok. Bây giờ là mình sẽ cố gắng nè. Ok. Rồi. Chạy ra. Ok. Đêm nay dài lắm, đừng lo. Ok, em bị kẹt đó rồi. Ok, bây giờ mình sẽ phải tìm cách nè bạn. Mình phải tìm cách như thế nào đó. Mở ra được không nhỉ? Ô, mở được. Mở được. Ờ, nếu như mở được thì mình sẽ áo đường này cho em đi lên đi. Ờ, má còn chuẩn bị cỡ gà nữa chứ. Chúng ta còn phải giết cái em mà cười. Ok, ta sẽ giết cái em mà giết luôn hết luôn. Giết luôn. Ok, chạy. Rồi ok bạn ơi, mình nghĩ là mình nên đi ngủ rồi bạn ơi. Chứ từ nãy giờ là mình dụ một con zombie thiệt luôn. Mình làm đủ mọi cách luôn các bạn. Mình cho nó nhặt đồ nhưng mà nó không chịu nhặt đồ các bạn. Bây giờ chúng ta chỉ còn cách là trao đổi với con dân làng này cho tới khi nào mà nó bán chúng ta một cái thẻ tên. Đó, chúng ta sẽ đặt tên cho con dân là cho con zombie đó. Rồi. Nếu đã không được thì thôi tao đi ngủ. Đơn giản. Giờ mình sẽ quyết định như này. Khi mà trời sắp tối đó, mình sẽ dụ một em zombie đi vào luôn. Đó. Nhưng một điều kiện đặc biệt đó là mình không cho em nhặt đồ gì cả. Đó. Cứ để em trên đó luôn đi. Nếu như em mà có bị em zombie đó mà có bị despawn á cũng kệ em luôn. Đó. Bị despawn thì mình sẽ kiếm một em khác. Ok. Đó. Chúng ta có khả năng đặt tên được á, thì chúng ta sẽ đặt. Còn nếu không có khả năng đặt tên được á, thì thôi kệ, không sao cả. Ok. Rồi. Bây giờ mình cần phải phá những cái chỗ này đi bạn. Ờ, đây không thôi là quái nó spawn ngay trên đây hay phiền lắm. Ờ, ok bạn ơi.
Thì như bạn thấy phía trên đó ha, đây nè, lúc nãy mình quên đóng cái chỗ này lại đó, mình quên đóng chỗ này lại, và thế là có một bé dân làng lọt ra ngoài đó. Khi mà mình đóng lại, nói chung là có một bé dân làng lọt ra ngoài mép đây nè, nó lọt ra ngoài mép đây nè đó. Và khi mình đóng lại thì bé này gớt xuống luôn. Ok à, giờ không lẽ vận chuyển em lên nữa hả trời? Ok, không cần đâu bạn, mình sẽ không vận chuyển em lên nữa, mình sẽ chơi chiêu khác, mình sẽ chơi một chiêu khác luôn, đó là mình sẽ cho tụi em đẻ luôn đó. Trong đó có hai con đúng không, rồi mình sẽ cho cái con nó đẻ luôn ha. Ok ok, đây. Trời nó tối tối rồi ha đó. Mình tính là cho hai em này đẻ luôn đó, để lấp lại một khoảng trống. Nhưng mà cái em này á, kiểu như là em ấy có giường này phải không, có một cái giường sẵn này rồi đó, và em ấy đã ngủ tại cái giường này rồi đó ha đó. Khi trời tối tới thì em ấy tự tìm tới cái giường của mình đó, và em ấy tự động đi từ trên đó lên trên đây, và em ấy kẹt đây, mình đào này ra cho em đi vào em ngủ rồi xong. Ok ha, rồi giờ mình sẽ tìm đại một bé zombie nào đó. Ok, chuẩn bị đàng hoàng hết nha, thức ăn phải đầy hết, không có được bị thiếu hụt thức ăn nha. Cái thành thức ăn của chúng ta phải đầy nha. Trời ơi, má sao mày ngu như vậy? Ok các bạn ơi, sau bao năm tháng mệt mỏi uể oải thì cuối cùng bây giờ mình đã vận chuyển được em zombie đi vào. Alright, ok được chưa? À, và rất là mất thời gian luôn bạn, và mình đã mất tổng cộng hết một đêm trời, những đêm xém chết. Hôm nay là ngày 91, ủa vậy? Tại sao là ngày 91? What the fuck? Hôm nay phải là ngày 92 chứ. Rồi ok. Rồi à, mình nhớ là mình đã đặt đúng rồi, nhưng mà mình không hiểu tại sao là nó không hoạt động. Ok bạn ơi, bây giờ mình đã hiểu lý do rồi. Đó là thứ nhất á, là mình đã làm sai chỗ này nè. Đây, mình làm sai chỗ này nè. Rồi. Rồi, đây nè. Ở ngay cái chỗ phần giường của con dân làng này á, là chúng ta cần thêm một cái cửa sập nữa. Nhưng mà cái lúc này mình quên. Đó, mình để như vậy cho nên hình như là em zombie em cứ nhảy liên tục nữa. Đó. Hả? Cái con zombie á nó phải lúc, cái con dân làng á lúc nó phải thấy zombie, lúc thấy lúc không thì lúc đó nó mới sinh ra quay gần problem anh. À, con này nó thấy liên tục luôn cho nên là nó không có sinh ra à, bây giờ ta cần phải múc lại sau nước lại à, tất nhiên là dời mấy cái giường xuống thì nó sẽ rất là mất thời gian, cho nên là giờ mình sẽ chọn phương án là mình sẽ dời cái chỗ của em zombie xuống nè à, ta đào cho này ra nè à, mình sẽ đặt một cái cát linh hồn đây à. Rồi bây giờ cái nhiệm vụ của mình đó là phải dời cái này sẽ xuống nè à, bằng cách là mở này ra, đập này cái đó. Rồi đó. Vậy là em zombie của chúng ta đã xích xuống được rồi ha đó. Giờ mình sẽ đổ nước vào, vậy là xong đó. Mặc dù nó không đúng lắm, không có đúng kích thước lắm, cho nên là thôi kệ đi, làm cái này thì nãy giờ mệt lắm luôn rồi các bạn, làm mệt lắm luôn rồi. Cái này cái máy farm này nó yêu cầu là ba gì ta, cái máy farm này nó yêu cầu mình á, nó là chúng ta cao 10 lóc, nhưng bây giờ cái này vút xuống giờ còn 9 nè, vút xuống giờ cao còn 9 nè. Thôi kệ đi, mình kể đi, mình mệt lắm rồi. Ok ok, hoạt động rồi các bạn, có một anh người sắt rồi nè. Mình quên đổ nước nữa, mình mới đổ nước lại đây cái nè, lúc thì quên đổ lava, lúc quên đổ nước, thiệt tình chứ mệt ghê luôn. Rồi để mình thử mình đứng đây coi là còn anh người sắt nào xuất hiện không. Không, mình thử mình đợi thứ này bạn, mình theo như là chủ thiết kế của máy farm này bảo là đi xa hả, đứng ra xa tầm 20 lóc gì để xe để mà AFK đó, mình nghe nói vậy thôi. Cái máy farm này nè các bạn, tuyệt đối phải xây cách xa một ngôi làng nào đó. Ok, nếu như bạn xây gần một ngôi làng nào quá ha thì nó sẽ farm ra một ngôi gần của em ha. Ví dụ như ở đây nè, ở đây có rất nhiều dân làng đúng không, nếu như mà bạn đặt giường á thì nó cũng sẽ xuất hiện ở gần của em đó. Thì thế là cái máy farm trên kia chúng ta thì cái khả năng mà ra ở gần, xuất hiện ở gần của em nó sẽ rất là thấp đó. Nên là chúng ta ở châu ở đâu mà kiểu như là có nhiều dân làng quá, chúng ta né né ra ha. Ok, ném này vào đi.
Alright. 2 ngày như vậy, 93 rồi. Cố lên. Còn 7 ngày nữa thôi là ta sắp kết thúc rồi. Có một điều như thế này đó là mình đã đạp hết tất cả những cái đường, những cái giường của con dân làng này hết rồi đó. Nhưng mà những cái con Iron của em này vẫn xuất hiện và nó làm cản trở cái máy farm cho nó của mình đó. Nếu như mà cái tụi dưới đây nó xuất hiện á thì cái tụi trên đó nó không xuất hiện được, trừ khi là cái tụi dưới đây nó chết thì cái bò thì nó sẽ có một con Iron của em mới xuất hiện cho nó ha đó. Và bây giờ nè, để hạn chế mà những con Iron của em nó xuất hiện đó, bây giờ mình còn một cách, mình sẽ lót slab thật là nhiều ở xung quanh đây ha, để ngăn chặn con Iron của em nó xuất hiện, để cho cái máy farm mình nó hoạt động trơn tru một chút, chứ nó không thể nào mà nó xuất hiện dây dưa như này bạn, rất là chứ nó không, chứ mình không thể nào mình để cho tụi nó xuất hiện ở đây được bạn. Ok, mình đã lắp một cái sàn chà bá lửa ở đây luôn ha. Và giờ hy vọng là nó sẽ không có con Iron của em nó xuất hiện. Ok. Rồi bây giờ ta sẽ cho lòng mình sẽ ngồi đây mình AFK tầm khoảng 30 phút đi. 30 phút đúng luôn nha. Đó. Thử xem là chúng ta sẽ được bao nhiêu sắt. Giờ hôm nay là ngày 94 rồi. Ok, rồi. Ở đây chúng ta ở AFK. Đây, tất nhiên ngồi đây thôi. Đứng đây thôi. Rồi ta sẽ xây cho mình một cái phòng. Một cái phòng để AFK. Để tránh bị mấy con Phantom nó giết thôi chứ không gì trơn trời. Ok. Ok. Ta sẽ áp AFK ở đây ha. Đặt một cái phiến này đi. Đó. Rồi ta sẽ ngồi đây AFK đi. Đó. Rồi hẹn gặp lại bạn sau khi mà mình sau khi mình AFK được 30 phút. Ok. Ok bạn ơi, mình đã AFK đủ 30 phút ha. Đây. Đâu? Đây, tới ngày 97 rồi đó. Rồi giờ mình sẽ đi ra ha. Ok. Rồi, bây giờ thì lúc nãy là cái lúc mà mình chuẩn bị AFK thì mình phát hiện em chuẩn bị cái spot tiêu rồi. Lúc 1-2 phút thôi, tầm 1-2 phút thôi. Dài dài à, gần 1 phút thì mình mới phát hiện, mới thấy là ủa sao đợi hoài không thấy nghe tiếng Iron Golem chết ta. Đó, mình mới đi ra mình dòm vô thì mình thấy là em chuẩn bị đi spot mất tiêu rồi đó. Và thế là em phần mình phải đi tìm một em khác đó. Nhưng mà mai là cái chỗ đó kìa, cái chỗ đen đen không, chỗ đó nó bị tối và nó xuất hiện zombie đó. Bây giờ mình đã vô tới, nói chung là mình đã kiểu như là mình thấy một em zombie đúng không đó, mình làm hẳn cho một cái nón luôn, mình làm cho em một cái nón luôn nha đó. Rồi. Mình làm hẳn một cái nón cho em luôn nha. Rồi mình quăng block cho em nha. Mình quăng item cho em cầm. Và thế là chúng ta đã có được một em zombie không bao giờ bị despawn. Ok. Rồi. Giờ ta đi ra. Đó. Rồi, ta bắt lock lên cái ha. Ok. Nhà mình hơi ồn xíu một bạn thông cảm nè. Nhà mình lúc nào cũng ồn chứ nó không bao giờ được yên tĩnh chân mà. Ok, mình đang đi lên rồi ha. Đó, mình đang làm một cái đường đi lên đây. Hey, giờ đây sẽ là cái nơi đi lên mình mở ra. Đào quá. Rồi. Trời ơi, với cái số lượng sắt này thì làm trời ơi, không sợ lo bị thiếu luôn các bạn. Không lo bị thiếu cái gì luôn á. Rồi, mình sẽ làm cho mình một cái nón sắt nè. Áo, thay bộ đồ mới liền, không nói nhiều nha bạn. Đó. Đây. Kiếm sắt. Chết mẹ. Lỡ tay. Hiện tại mình đang đợi cho cái lò này nó nung những cái đôi giày của mình ra. Lúc nãy là lỡ tay bấm lộn chế tạo một đống đôi giày luôn. Bây giờ đang phải nung nè, đó, nung ra để mà lấy lại. Đó, ta lấy những cái hạt sắt này, đó. Ta ráp lại, đó lấy lại sắt ha. Còn dư một cục và dư một cục thì vứt. Ok. Dân cục thì vứt ha, chứ có gì cho rồi á. Rồi ok. Đó, ta còn 6 màu sắc nè. Giờ ta sẽ đem lên trên đây. Không, đi ngủ cái đi. Ngủ cái. Rồi. Sáng mai chúng ta sẽ lên trên đó để mà chúng ta làm việc. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên đó ha. Đó. Đầu ngày mấy rồi? Ngày 98 rồi. Còn 2 ngày nữa thôi là tới ngày 100 rồi. À. Đau. Biến mày. Mình đã đi lên được phía trên này rồi. Rồi bây giờ ta sẽ bắt tay là vào làm cái công việc này liền ha. Đó, ta sẽ đào ra. Đó, ta đào những cái cục này ra.
làm gì để đặt copper vô thôi chứ không làm gì trơn trọi á. Cái bây giờ là chúng ta bị thiếu cả gỗ lẫn sắt, bây giờ mình sẽ đi lấy gỗ thêm. Đó, chặt cây thì nó hơi lâu xíu, cho nên chúng ta sẽ lấy gỗ ở ngay chỗ nhà của tụi dân làng luôn, nó nhanh. Đó, nhà của tụi nó có gì mình sẽ lấy hết luôn nha. Đó, xin lỗi mấy dân làng. Công nhận là từ lúc mà lót slab với đó hay là golem cho ta gì, golem cho để xuất hiện liên tục luôn. Ok, hơn một stack. Rồi lượm luôn. Hơn một stack. Rồi, như đây cũng tạm tạm đủ ha. Bây giờ thiệt tình nó có chỗ nó bị đép lại nữa. Rồi bây giờ là đây là ngày 98. Bây giờ nếu như mà mình ngủ qua đêm á thì nó sẽ ra ngày 99. 99 thì chúng ta sẽ không còn thời gian để làm việc nữa. Ok, bây giờ mình sẽ lên trên đó một chút ha. Lên trên đó luôn chứ lên trên một chút gì. Rồi ok, còn thiếu 8 cái nữa. Giờ ta sẽ làm thêm 8 cái nữa. Rồi ok. Đó, còn dư 3 sắt. Còn dư 3 cục sắt nè. Nói chung là cái gì xài cũng gì chừa, các bạn đừng chừa lại đi, chừa lại còn chút đỉnh nếu còn làm công chuyện đó đúng không? Chứ xài mà hao quá nó cũng không có tốt. Đó. Rồi. Đặt vô. Rồi xong. Chúng ta gần như là hoàn thành được khoảng 80 hay là 90% gì cái chỗ mà để dành chúng ta farm mầm cây đó. Đó. Đây bây giờ là cái chỗ này. Cái chỗ này là chúng ta cần phải đặt thật là nhiều cái dispenser vào. Đó. Đặt thật là nhiều cái dispenser vào và mỗi cái dispenser là chúng ta phải bỏ một xô nước. Và mỗi một xô nước như vậy á là chúng ta phải tốn thêm sắt. Mà tốn thêm sắt nè, và không những là tốn thêm sắt mà chúng ta còn phải tốn thêm đá đỏ nữa. Đó. Chúng ta sẽ đặt một cái hàng đá đỏ cho đây. À, một cái hàng đá đỏ dài thằng lò ở trên đây đó. Mình đã hoàn thành xong tất cả những cái thứ ở đây ha. Nó là hoàn thành vậy thôi chứ thiệt ra là nó chưa có hết đâu bạn. Đây xô nước đặt chưa hết rồi nè. Đây xô nước mình, đây xô nước mình mới đặt có tới đây à. À, xô nước mình mới đặt có tới đây à. Còn bên đây thì gần hết bạn. Đâu rồi, rồi ở đây nè đó. Còn bên đây mình mới đặt cái tới đây à. Đó mình mới để cho tới đây à, mình mới để cho tới đây thôi. Nó mình còn chưa nói đá đỏ lại nhau nữa. Mình thôi kệ đi bạn ơi, nó gần hết dung lượng rồi, cái máy tính mình nó gần hết dung lượng rồi, thôi tha cho nó đi. Ok, ngày 100 rồi. Cảm ơn các bạn đã bỏ ra dành thời gian dành bỏ ra thời gian để xem cái video nhảm nhí này. Rồi ok, bye bye bạn. Rồi thoát em, thoát ra rồi, bye bye nha.